Mời quý vị nghe hồi ký. Biển nhớ. Tác giả Phan Minh Hiển. Lời giới thiệu. Giá trị lớn nhất của thiên hồi ký này là sự sự thật. Đây không phải là một sự thật bị xén đầu xén đuôi, mà là một sự thật được trình bày trung thực, không tô chuốt, không vẽ vời, không hoa hòe hoa sói. Tác giả thấy sao nói vậy và nghĩ sao nói vậy? chứ không muốn uống nắng sự việc theo tư tưởng xã hội và chính trị của mình. Đọc biển nhớ chắc chắn bạn sẽ gặp được những bất ngờ kỳ thú. Tác giả của Thiên hội ký là một bác sĩ Việt Nam trẻ tuổi, anh Phan Minh Hiển. Anh đã theo làm việc trên tàu Le Golelo để cứu trợ người tị nạn trên biển. Tập hồi ký của anh có giá trị lớn bởi vì anh viết không phải với tư cách nhà bình luận hoặc nhà văn chương mà với tư cách người đã tình nguyện dấn thân vào công tác cứu trợ. Bác sĩ hiển hiện hành nghề tại Pháp. Từ thổi nhỏ đến lớn, anh chỉ được học chương trình Pháp, chỉ trừ có năm tú tài hay là anh học chương trình Việt. Cũng nhờ vậy mà ta có một thiên hồi ký viết bằng một giọng văn rất hồn nhiên và thân mật. Đó lại là một đặc điểm nữa của tập sách này. Bác sĩ Hiển đã ngỏ ý là anh không cần tiền bản quyền tập hồi ký này. Tất cả tiền sách bán được anh sẽ tặng vào quỹ của hội giúp trẻ em đói, đang lo cho thiếu nhi Việt Nam tại quê nhà. Đầu xuân năm 84. Chương 1, sửa soạn ra khơi. Trưa ngày 8 tháng 6, vừa ở phòng mổ ra, bà y tá trưởng đến cho tôi hay có hội bác sĩ thế giới gọi và nhắn kêu lại gấp. Đoán là có công tác Tôi bâng khuâng xét lại lòng mình, nhận hay từ chối, không phải tôi sợ, nhưng gia đình mới sang, tài chánh chưa được ổn định. Nếu đi vớt đồng bào tị nạn như đã bàn, từ chối sao đành. Hình ảnh những ghe vượt biên bị hải quân Mã Lai kéo ra khơi, bất chấp sự đói khát của thuyền nhân, bệnh hoạn của trẻ em, những bức thư đầy nước mắt của chồng tìm vợ yêu, của con xa mẹ hiện bị bọn cướp thái hãm hại trước mắt rồi bắt đi, và biết bao thảm cảnh khác của người đồng hương trở lại quay quần trong đầu, giúp tôi lấy quyết định. Điện thoại lên Paris, cô thơ ký của hội cho biết sẽ đi vớt người Việt vượt biển. Tôi hỏi. Với tàu đảo ánh sáng. Không tàu Golelo chỉ là tàu chở hàng nhỏ mà đã tốn một triệu quan mỗi tháng rồi. May kiếm được mối chở qua Singapore để trang trải chi phí phần nào tàu sẽ tới trong vòng 5 ngày nữa, Patrick đã qua trước coi việc sửa sang. Vài hôm sau tôi đến trụ sở hội thảo như mỗi thứ sáu tối. Sau khi bàn qua tình hình quốc tế sôi nổi đây đó, với những tường thuật sống động của người mới đi công tác về và nghe những chỉ dẫn cho người đi sau, bác sĩ Cao Chơ trình bày vấn đề thuyền nhân. Tàu Golelo đã tới, hàng hóa giao xong nhưng còn vài vấn đề bất ngờ, tàu quá nhẹ, khi ra khơi gặp sóng to gió lớn, sẽ lắc nhiều, e không an toàn. Mình cần phải mua sỏi đá thêm dưới hầm cho đầm tàu. Một người bàn vào. Chắc không đến nỗi nào đâu. Mấy anh tráng chịu xây sóng chút đỉnh, chứ ngân quỷ không đủ. Tàu có chìm thì còn ghe để thoát thân. Tôi lưu ý. Những người tị nạn anh bỏ lại à. Sau nửa giờ thảo luận, Mọi người đồng ý chỉ mua 5 tấn sỏi đá. Trách nhiệm được phân chia xong, riêng tôi phải phụ tất cả mấy xếp kia vì nói được tiếng Việt. Khi nhận vé máy bay và sổ thông hành, lòng tôi cảm thấy nôn nao vô cùng. Trở về Á Châu yêu dấu, dù không phải là quê hương xứ sở, nhưng sống lại trong một xã hội cùng tập quán, với cảnh vật tương tự, có lẽ sẽ xoa dịu được phần nào nỗi nhớ nhà từ 9 năm qua. Ngày 18 tháng 6, tới Singapore, ngủ được vài tiếng đồng hồ ở khách sạn, Patrick đánh thức tôi, cho hay đêm qua có trộm lên tàu nhưng bị phát giác. Tôi phải đi gấp kiểm lại thuốc, lương thực để chiều mua kịp những gì còn thiếu, vì tối nay tàu nhổ neo. Phần mệt, phần thất vọng không viếng thành phố được, tôi hơi tỏ vẻ bất bình sao lại bị chỉ định, nhưng tôi nhìn, vì người ngoại quốc làm sao hết lòng giúp đỡ một dân tộc không cùng màu da tiếng nói, tôi gọi cô y tá đi phụ cho nhanh công chuyện. Suốt đường ra hải cảng, tôi nóng lòng thấy tàu Golelo nên không để ý nhiều đến cảnh vật. Đại khái, Singapore rất tân tiến và sạch không thua gì thành phố Âu Mỹ. Đến nơi, ghe nhỏ đưa chúng tôi ra. Nhìn từ xa, tàu trông hơi cũ kỹ, nhỏ hơn các tàu chung quanh. 86 thước bề dài, 11 thước bề ngang, sơn màu xanh lá cây lợt với ba cột buồn cao. Tàu lắc lư trên sóng như chào mừng chúng tôi. Lòng bùi ngùi, tôi thầm nghĩ, phải chi là chủ, tôi sẽ sơn màu vàng, một màu vàng tươi thắm tình thương, và ba cột kia màu đỏ. Như thế những thương sẽ đỡ bỡ ngỡ, bỏ quê mẹ ra đi, hai bàn tay trắng, gặp được ngoài khơi màu cờ của tổ tiên đất nước, hẳn những khổ nhọc sẽ giảm đi nhiều thủy thủ đoàn pháp ra chào hỏi chúng tôi thuyền trưởng dẫn đi viếng phòng máy phòng ăn còn phòng ngủ đâu cô y tá hỏi chưa dọn xong phía sau nhà bếp có phòng riêng cho cô còn đàn ông chịu khó ngủ chung chúng tôi nhìn nhau mỉm cười như hiểu ý nhau sau đó ông đưa ra phía trước một số nhân công đang hàng trên mui hầm tàu ba cái container một container sẽ dùng làm phòng y tế, hai chiếc kia làm phòng ngủ cho bác sĩ và ký giả, có thể chứa 12 người với giường chồng đôi. Ngoài ra còn chất nào là thùng chứa dầu ăn, bao gạo, áo quần cũ xin được. Chữ ổ chuột sẽ không diễn tả đúng sự bừa bãi và mùi hôi trong đó. Vào phòng y tế, tôi ngao ngán nhìn sự đổ tháo hàng trăm hộp thuốc, cởi áo ra bắt tay vào việc. Xế chiều, hai cầu thang cây đã hàng xong, tôi xuống hầm đếm số ghế bố còn lại. Tàu có hai hầm riêng biệt, rộng mênh mông, nhưng hơi ngợp vì thiếu ống thông hơi. Hầm trước có thể chứa được 200 người, phía sau 300. Hồi chỉ mua 100 ghế bố cho trẻ em, bệnh nhân và 100 tấm ván cho phụ nữ lót lưng đỡ bị cộng trên sỏi. Một tấm ván không tốn bao nhiêu tiền, mà nhân phẩm còn được tôn trọng phần nào. Nhưng biết nói gì, tiền hội không đủ. Tôi cảm thấy buồn trước sự bất công của đời, người nhà cao cửa rộng, đi nghỉ mát đây đó, kẻ bần cùng đi tìm bát cơm thơm và manh chiếu ấm mà chẳng được. 19 giờ, phái đoàn trở lên tàu. Sau buổi ăn là màn rót đầy ly cạn, uống cạn ly đầy. Cao chơ đem rượu sâm panh đãi. Tôi cảm ơn sự hiện diện của tất cả các bạn. Mong chuyến đi sẽ hữu ích cho dân Việt Nam, một dân tộc khao khát tự do, bất chấp gian nguy trên đại dương, bất chấp sự giả mang của cướp Thái. Tôi tin chắc rằng, sau khi đã mãn công tác, các bạn cũng sẽ cảm thấy quyến luyến như tôi với người Á Đông. Ông còn cho biết, chính phủ Pháp phái tàu hải quân Le Bani cộng tác vài tuần. Hiện giờ tàu Le Bani đã bắt đầu hoạt động ở Vịnh Thái Lan, cứu được tuần rồi gần 200 thuyền nhân. Theo kế hoạch đã định, tàu hải quân vớt ghe phía hải phận Thái nhằm dọa luôn bọn cướp vô lương tâm. Lê Lô sẽ chạy dọc bờ biển Việt Nam cứu đồng bào vừa ra khỏi Liên Hiệp Quốc đã cung cấp cho hội địa điểm tất cả những thuyền vượt biển đã được vớt và vị trí ghe hay bị cướp Thái hành hung. Theo đó, chúng tôi quyết định lộ trình Lô sẽ lên vịnh Thái Lan gặp Bani, trở xuống mũi cà mau, vòng lên ngoài khơi Sài Gòn rồi sẽ trở lại gặp Bani trước khi tàu hải quân trở về Ta Thi. Đêm xuống, lên bông tàu nhìn lại hải cảng Singapore thật là thần tiên. Hàng trăm ngàn ánh đèn tạo ra cảm tưởng một thành phố nổi trên nước. Mọi người im lặng nhìn như muốn thưởng thức những hình ảnh cuối cùng của văn hóa loài người trước khi ra khơi. Đất liền rồi chỉ còn hiện như một làng sáng lưu dần trong màn sương mù của đại dương. Ngay đêm đầu chúng tôi phải giải quyết nhiều khó khăn tàu trung bình lắc 40 độ dù không bảo giường ngủ lại chồng đôi không gắn được vào vách tường sắt nên hay tụt khiến người nằm trên mãi sợ té sáng sớm mặt mày bơ phờ chúng tôi nhìn nhau khẽ trách tối mày ngấy quá đổi phòng đi còn mày hút thuốc ngập chết mẹ tắm rửa xong tôi lên phòng lái ngắm sự mênh mông của biển cả bầu trời trong sáng, chung quanh không còn hình dạng một tàu nào. Tôi cảm thấy khoan khoái vô cùng. Giờ qua giờ, không có báo đọc như mọi sáng, không truyền hình xem, mà cũng chẳng có máy phát thanh để nghe. Chúng tôi có cảm tưởng như sống trong một thế giới khác mà thời gian không còn ý nghĩa nữa ngoài giờ ăn ngủ. Không ai nói ra chiếu mọi người mong sớm vào vùng vớt ghe. Tàu vẫn bình thản chạy khoảng 25 cây số giờ để bớt nhàm chán, chúng tôi đi theo các thủy thủ xem họ làm việc, và nếu cần, giúp họ đôi chút. Lao động là vinh quang đấy mà. Thật ra tàu Golelo cần đến 18 thủy thủ, nhưng hội chỉ muốn có 12 người vì không đủ tiền bạc, cho nên bác sĩ và ký giả đều được thuyền trưởng mời tình nguyện nào là khiên gạo, bao năm 10 ký, đem vào kho, nào rửa hầm, nào lau chén lau ly. Ngày 20 tháng 6, gió lên đến cấp 3, cấp 4. Vài ký giả bị say sóng, ăn uống không được, sanh ra nói nhảm. Chắc tao chết, vái trời sớm gặp ghe đặng về bờ. Một phóng viên khác bàn. Chưa đủ, phải còn bi thảm để quay phim, vậy mới xin tiền được. Anh bạn kia đáp lại. Có gì khó đâu, kêu họ đục tàu chìm. Mình quay phim xong vớt lên. Về Pháp đăng báo là ghe tị nạn tuyệt vọng không được vớt bao lần khi thấy tàu Golelo đến gần, tự đục chìm để được cứu. Nghe cũng có lý, nhưng họ có chịu làm không? Chắc chắn là chịu, nếu không mình dọa không vớt. Còn trẻ con không biết lội thì sao? Anh chàng mỉm cười nhưng vẫn chưa chịu thua. Rước trẻ em trước, rồi làm như vậy. Biển đang động, thuyền nhân còn đủ sức bơi chống lại sóng to không, rủi cá mập, họ sẽ càng hoảng hốt. Đấu lý một hồi, anh chàng mới chịu thua. Sau buổi cơm tối, chúng tôi bắt thăm phiên gác vì khuya sẽ vào vùng vớt. Mỗi phiên là hai tiếng, có một bác sĩ hay y tá và một phóng viên. Tất cả là sáu nhóm luân phiên. Cao chơ giảng sơ cách phân biệt đèn. Đèn sáng là đèn của tàu buông, đèn dầu lu mờ là đèn ghe tị nạn hay phao lưới cá. Dù sao có gì nghi ngờ thì mọi người phải được kêu dậy. Ngoài ra, thuyền trưởng cho thêm chỉ thị là sau 8 giờ tối, không được mở cửa sổ có đèn sáng vì tuần tiểu hải quân Việt Nam có thể bắn hay cướp thái tấn công như tàu cấp Anamu của Tây Đức đã bị một lần. Chương 2, vớt thuyền đầu tiên. Sáng ngày 22 tháng 6, tuy phiên gác đã chia xong, nhưng mọi người lên phòng lái quan sát biển, cãi vã nhau lấy ống nhòm như nít nhỏ dành đồ chơi, khiến thuyền trưởng lắm lúc bực đuổi xuống hết. Mãi đến trưa vẫn chưa thấy gì, mỗi khi đổi phiên lại trách nhau. Tao sẽ kiếm ra cho bay coi. 13 giờ, chúng tôi đang dùng cà phê, đột nhiên nghe la. Ghe, ghe tị nạn. Mọi người chạy ào lên hỏi. Đâu đâu đưa coi. Tôi cầm ống nhòm lên xem và bỗng nghe khó thở, cổ hầu nghẹn đau, hai tay bủng rủng. Xa xa lấp ló một chấm đen bằng đầu bút chì. Trời ơi, ghe tị nạn đó sao, chỉ đến bây giờ, tôi mới ý thức được sự liều lĩnh của những người đi tìm tự do và mới thấu hiểu giá trị của hai chữ tự do. Chỉ cần một lượng sóng to hơn là chấm đen kia sẽ biến mất trong đại dương lòng tôi lại càng phập phồng mỗi khi có sóng to làm mất dạng chiếc ghe lâu hơn. Tôi lo sợ đại họa đã xảy ra cho những thuyền nhân bạc số kia. Tàu đổi hướng. Tôi cầu cho gió lặng. 20 phút nữa mới đến nơi, còn kịp chăng, không đầy 5 phút sau lại nghe hét lên. Ba chiếc lận, tới ba chiếc. Tim tôi lại càng đập mạnh như muốn lọc khỏi lòng ngực. Xúc động mạnh quá, tôi không cầm được nước mắt cao chơ vỗ vai tôi nói chuẩn bị đồ đạc đi sắp tới rồi tàu tăng tốc độ vì mọi người quá nóng lòng ba chấm đen kia hiện rõ hơn chấm gần nhất có hình dáng chiếc thuyền mong manh patrick thắc mắc dạng này không phải ghe tị nạn mọi người ngạc nhiên lại dành nhau xem thất vọng tôi hỏi Sao anh biết? Nhà tròi ghe Việt Nam thường ở phía sau. Ở đây cái mui ngay giữa, vậy theo tôi là ghe Thái, hai chấm kia chưa phân biệt được. Cướp Thái bay ơi, một ký giả hô lên. Người khác thêm vào. Biết đâu bọn nó vừa hành hung một ghe và hiện đang hãm hại đàn bà tị nạn. Mọi người đều hồi hộp và khó chịu. Vài thủy thủ định kiếm cây búa phong hờ bỗng ghe nọ đề nổ máy chạy hướng khác làm chúng tôi tức chửi. Đúng là cướp, rượt theo đụng chìm mẹ bọn nó. Nhưng Cao Chơ không đồng ý, vì sóng gió vẫn còn lớn mà hai ghe kia chưa rõ dạng. Rủi là thuyền tị nạn thật thì sao? Tôi xót xa vô cùng cho thân phận các thiếu nữ trên ghe thái kia nếu lý luận bạn tôi là sự thật. Tương lai họ sau khi đã tô điểm lại phần nào với hy vọng tự do, no ấm lúc ra khơi, giờ đây lại chật tắt trong tay bọn thú hình người. Vài phút sau lại thất vọng nữa, hai ghe kia cũng nổ máy chạy. Cao Chơ giải thích. Tàu cấp Anamu gặp ghe Thái là đụng chìm, không cần biết phải là cướp hay không. Có lẽ những thuyền lúc nãy tưởng Golelo cũng làm như thế. Nhất là lúc tàu chúng ta tăng tốc độ, chúng càng lầm, sợ hơn. Đến phiên tôi gác, để cho khuây khỏa tinh thần sau nửa giờ bị căng thẳng, tôi giặt ống nhầm tập phân biệt tàu Nga, tàu Trung Cộng. Vùng này tương đối nhiều tàu chở dầu qua lại vì có những dàn khoan ngang bờ biển Mã Lai Á đang quan sát một tàu lớn, tôi bỗng thấy một chấm đen tách ra. Tôi gọi các bạn lên xem, nhưng sự hăng hái lúc nãy không còn nữa, đứa lên trước, đứa tới sau, chẳng ai thèm giành giật, ống nhầm dường như quá nặng cho các bạn dần dần hiện ra hình dáng chiếc ghe với mui tàu phía sau, mọi người thầm mừng, hy vọng là ghe tị nạn đã từng xin các tàu khác vớt nhưng đã bị từ chối. Một lát sau hiện rõ trên mui chiếc ghe lá cờ trắng, mũi ghe hướng về tàu Golelo. Đúng là thuyền tị nạn rồi. Ai nấy hét la ầm ĩ, bắt tay nhau. Tôi thầm nghĩ, bên ghe kia chắc đồng bào cũng đang ôm nhau mừng khi Golelo đổi hướng quay về phía họ nhưng giữa họ và chúng tôi, ai mừng hơn? Tôi chạy vào phòng y tế chuẩn bị đồ vô nước biển. Các phóng viên ra bông tàu đặt máy quay phim. Còn thủy thủ đoàn, kể cả những người đang ngủ trưa cũng đã sẵn sàng dây cột ghe, hạ thang sắt xuống. Một bầu không khí vui tươi như ở viện Bảo Sanh, bác sĩ và y tá ríu rít chuẩn bị đón đứa bé sắp chào đời. Tàu Golelo tắt máy, ghe chỉ còn cách 500 thước, tôi thấy vài người leo lên mui vẫy cờ trắng đề chữ sos ngoắt chào và đặt ống nhầm quan sát chúng tôi tôi vẫy tay chào lại và ra dấu cho ghe đến gần hơn gió vẫn mạnh sóng vẫn lớn thiên nhiên như muốn thử thách lòng người lần cuối hay tạo hóa còn ham đùa cợt trên nỗi đau thương vất vả của loài người than sắt đôi khi văng lên ngang mặt làm chúng tôi lo cho sự an toàn của người tị nạn khi đổi ghe lên tàu có người sẽ rớt xuống biển, than sắt sẽ đập nát ghe hay bể đầu ai, làm cách nào khác, phải nói gì để trấn an đồng bào, bao nhiêu câu hỏi không lời đáp vì thiếu kinh nghiệm. Ghe đã tới gần hơn, còn 200 thước. Tôi cố hét lớn nói chuyện, nhưng tiếng nói bị lấp, chữ mất chữ con. Bỗng nhiên ghe tắt máy và trôi dần làm chúng tôi hốt hoảng vì thêm một sự khó khăn để cặp lại gần. Bên ghe tị nạn hỏi, đảo Bi Đông còn xa không? Tôi đáp lại. Đây là tàu Pháp, sẵn sàng vớt. Tôi lại nghe bên kia nói với nhau, tiếng Việt rõ ràng mà tôi lặp lại gần như hét, tàu Pháp nhiều lần, nhưng ghe đã trôi xa. Bụng rũng chân tay, tôi ứa lệ trước sự bất lực của mình. Tàu Golelo chạy lại, cố đến gần ghe hơn. Thuyền bên kia vẫn còn quan sát chúng tôi. Đột nhiên họ đề máy ghe và chạy về phía tàu. Sóng gió đã tương đối dịu bớt. Tàu và ghe chỉ còn cách xa nhau 50 thước, nói chuyện dễ nghe hơn. Bên ghe nói, Anh xin dùng chút đỉnh xăng nhớt và lương thực là quý lắm. Tụi tôi sẽ tự túc đến đảo. Tôi ngạc nhiên trả lời. Đây là tàu Pháp, mấy anh sợ gì? Họ đáp lại, chúng tôi biết rồi do dự không muốn nói tiếp khi tôi dịch cuộc đối thoại cho các bạn Pháp, họ thất vọng và không hiểu sao người tị nạn lại có thái độ lạ lùng vậy. Chúng tôi tuyên bố. Thôi được, chúng tôi lặp lại, ai muốn lên tàu lớn chữa bệnh thì lên, sau đó sẽ cho xăng nhất đi tiếp. Các thuyền nhân bỗng ngạc nhiên bảo nhau. Có bác sĩ đi vớt tụi mình. Mọi người chợt hò hét vui mừng. Tàu quăng dây cột ghe lại. Súng thang sắt rất trơn sóng lắc mạnh cao chơi nhào té tôi chụp ông kịp ở hông đưa được hai người lên trong những điều kiện quá nguy hiểm trật té chân tay bầm chúng tôi trở về tàu rút thang lên và cho giăng lưới xuống căng dặn chỉ leo từng người ưu tiên là đàn bà trẻ con hai thủy thủ xuống ghe phụ đỡ thuyền nhân chúng tôi trên này chụp tay họ kéo lên trong lúc đó Cao Chơ khám bệnh sơ sơ dưới ghe và cho tôi biết cần những gì. May phước thuyền ra khơi từ Cà Mau mới có ba ngày, lương thực chưa thiếu, chỉ có vài người say sóng mệt xỉu. Ghe tuy bị cướp thái rượt bắn, nhưng không ai bị thương. Họ đã thoát được nhờ mang theo một cây M16 bắn lại, ngoài ra các người trên ghe còn mang theo nhiều súng giả bằng cây sơn đen để dọa bọn cướp biển từ xa. 42 người được vớt trên chiếc ghe 10 thước bề dài, 3 thước bề ngang. Sau khi đem lên đầy đủ hành trang, một thủy thủ ở lại đục cho ghe chìm. Suýt chút nữa chúng tôi quên anh ta vì chúng tôi đã tháo dây định cho ghe trôi. Mọi người hãy hả quên đi những phút gian nan vừa trải qua. Đồng bào được dìu xuống hầm trước nghỉ mệt. Vài thanh niên phụ nhau trải ghế bố ra nằm đám trẻ con nhảy nhót vui cười sau bao ngày tù túng các ký giả cũng phụ phát nước uống và lau mặt cho những người còn mệt vài thủy thủ chỉ dẫn cho ban tổ chức ghe cách sử dụng bếp nấu cháo ăn liền cho đỡ đói nửa tiếng sau chúng tôi trở xuống bàn chuyện dĩ nhiên thắc mắc đầu tiên là sao ghe không xin được vớt anh chủ ghe đáp lại chúng tôi rất ngạc nhiên khi nghe tiếng việt từ trên tàu bởi vậy tắt máy nghe kỹ lại sau đó tưởng anh là thủy thủ việt nam tôi hỏi tiếp sao anh không nghĩ là tàu xứ tự do tại cái cờ pháp có khúc màu đỏ nên nghĩ là một ký giả đắc ý nói hỏi họ làm gì mà bây giờ gặp màu đỏ lại phát sợ đến thế tôi quay lại hỏi nốt tôi hét mấy lần đây là tàu pháp không nghe sao dạ nghe không rõ, vả lại sợ bị lừa. Khi tàu mấy anh quay đầu lại mới thấy tên là Le Golelo. Tuy không hiểu chữ Golelo, nhưng cô giáo kia biết chữ Le là tiếng Pháp nên yên lòng, lại xin xăng và lương thực. Sao không chịu lên khi đã biết? Pháp bây giờ theo xã hội chủ nghĩa rồi, thoát bọn quỷ đỏ, gặp quỷ hương, coi như cũng vậy. Khi biết mấy anh là bác sĩ đi cứu giúp đồng bào vượt biển, chúng tôi mới yên tâm phần nào. Không sao đâu, đến trại rồi ai muốn xin định cư xứ nào tùy ý thích, không ai bắt buộc mấy anh qua Pháp đâu. Sau đó các phóng viên truyền hình mời các lính và sĩ quan đã bị học tập lên phỏng vấn. Đời sống trong trại tù, chương trình cải tạo tư tưởng và cuộc sống sau khi ra trại được đề cập đến. Với những nét mặt cứng trắng những cái nhìn cương quyết, những giọng nói uất ức, các anh đã tố cáo trước dư luận quốc tế sự lừa bịp của danh từ trại học tập khi quyền tự do bị cưỡng đoạt và nhân phẩm hạ thấp hơn súc vật. Một anh tuyên bố, tôi ra đi để cho tương lai gai định được sáng sủa hơn, nhưng riêng cá nhân tôi, sau khi đã phục hồi sức khỏe sau 4 năm cải tạo, tôi sẽ trở về chiến đấu để rửa hận này. Chúng tôi bàn luận với các bạn tị nạn đến chiều. Đôi khi vì quá nóng lòng, tôi đã không kèm được sự nóng nảy trước các thiếu nhi từ 12 đến 14 tuổi, đi không có cha mẹ. Em đi trốn, không có thân nhân dẫn, vậy em có thân nhân ở nước ngoài không? Dạ, em cũng không biết xin đi nước nào, mong rằng có ai nhận nuôi em và đứa cháu 3 tuổi. Ba mẹ tụi em còn ở lại. Em rời bỏ quê hương, gia đình để làm gì? Tự do tự do là gì đối với em cho anh vài ví dụ em do dự rồi thốt nhẹ dạ em không biết tôi nạt lớn vậy mà cũng đi gặp cướp thái nó hãm hại rồi nó trấn nước thằng cháu thì sao phần đông mong được qua mỹ hay đi úc để đoàn tụ với gia đình bên các nước đó nhưng cũng có vài trường hợp hơi đặc biệt ví dụ một cô đưa tôi xem vài tấm hình màu mang theo và nói mấy đứa bà con của em đó bác sĩ tuổi nó qua trước có ba năm tôi nhìn vào hình thấy vài cô cậu ăn mặc chải chuốt đừng chung quanh một chiếc xe sang trọng đậu trước một căn nhà trắng có bãi cỏ xanh giọng nói cô gái nọ chứa chất thật nhiều ước mơ thầm kín nhất là khi cô vô tình nhấn mạnh ba chữ có ba năm ngụ ý mới ba năm mà đã được như vậy tối đến, tôi khám lại bệnh nhân, chúc mọi người ngủ ngon, hẹn ngày mai sẽ cho họ biết thêm về hoạt động trên tàu. Vừa định lên cầu thang, một em nhỏ khều tôi lại. Mai bác sĩ dẫn em đi coi chiếc trực thăng. Tôi ngạc nhiên. Đâu có trực thăng trên tàu. Ủa, chiếu chiếc cap Anamu đi vớt người thường dùng trực thăng để đi thám sát mà. Em có đứa bạn gửi cho tấm hình chụp tàu có trực thăng đáp xuống. Hội của anh chưa có tiền mua trực thăng. Hiện nay tàu chỉ đủ tiền đi vớt hai tháng thôi em ơi. Đến khuya, chúng tôi vui vẻ bàn kế hoạch tổ chức cuộc sống trên tàu. Số thuyền nhân còn ít nên khỏi quan tâm đến sự hạn chế thức ăn, nước uống. Chỉ có một vấn đề quan trọng chưa được giải quyết, Hội bác sĩ thế giới nhờ chánh phủ Pháp can thiệp cho những người tị nạn do tàu Pháp vớt được vào trại Singapore. Hiện giờ chỉ có phi luật tân chấp thuận cho họ tạm cư, nhưng xứ này xa quá, phải mất 3 ngày đi và 3 ngày về lại vùng vớt. Một khó khăn khác là việc sửa chữa máy tàu và đổ xăng chỉ thực hiện ở Singapore. Thái Lan và Mã Lai hoàn toàn từ chối cho tàu đến gần dù là để đổ xăng. Như mọi người đều biết, bác sĩ Cao Chơ đã từng lên truyền hình và truyền thanh tố cáo thái độ vô lương tâm và dung túng cướp biển của hai quốc gia này. Nam Dương tuy chấp nhận cho ghe tị nạn tấp đảo, nhưng từ chối việc những người tị nạn được tàu chuyên vớt đem người vào. Đó là vì áp lực của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Cao ủy tị nạn, viện lý do là những tàu như Cap Anamu, Golelo sẽ thu hút dân Việt Nam vượt biển nhiều hơn. Vài ngày trôi qua, Bề ngoài, cuộc sống trên tàu vẫn bình thường nhưng tôi đã thấy được những nét bực bội của các thuyền nhân. Tuy vài người có đến cảm ơn chúng tôi nhưng đa số tỏ vẻ bất bình vì họ nói. Giờ này, đáng lẽ đã tấp vào đảo Bi Đông được rồi. Tôi nghĩ bụng, có chắc gì họ đến được an toàn không, nhưng không nói ra. Thái độ của một số người như muốn nói là họ bị gạt gẫm khi lên tàu. Vài người còn mỉa mai hại chúng tôi, vớt được mà người tị nạn thì lãnh bao nhiêu tiền thưởng, nếu không lãnh thưởng, sao chưa chịu về bờ mà cứ lên đên mãi ngoài khơi. Tôi không biết trả lời gì hơn là, chưa đến lúc. Họ lại nói, mùa này bão tố nhiều, không còn ai ra biển nữa đâu mà tìm. Ghe tụi tôi mấy tốt mới dám ra khơi. Tôi rất buồn và nghĩ, sao ở đời lại có những người ích kỷ đến mức đó. Tôi nhắc nhở các bạn trong hội đoàn bác sĩ thế giới, sau này mình cần nói rõ, trước khi cho thuyền tị nạn lên, là tàu mình phải ở lại ngoài khơi đến cuối tháng mới vào bờ, để họ quyết định sáng suốt hơn và sau không trách được. Mọi người tán thành trên lý thuyết cho qua chuyện, nhưng tôi cũng thấy được trong lòng họ nghĩ khác. Ai cũng ưa vớt được nhiều ghê cứu nhiều thuyền nhân để về Pháp có dịp chứng minh và dễ dàng lạc quyên hơn và cũng để chứng tỏ mình có công cứu vớt người khổ nhiều hơn. Tôi nghĩ, nếu mọi người chịu khó quên cá nhân mình một chút, người tị nạn bớt ích kỷ, chịu nghĩ đến những cái khó khăn của hội đoàn tổ chức cứu trợ và anh em trong hội bớt lo lắng về cái uy tín cá nhân hơn thì công cuộc cứu trợ có thể lâu bền và ý nghĩa hơn. Chương 3. Cộng tác với tàu Le Bani. Ngày 26 tháng 6, tàu Bani hẹn với tàu Golelo vào lúc 4 giờ chiều. Tàu Bani sẽ chuyển qua cho chúng tôi 200 người họ mới vớt. Họ chỉ giữ lại 70 thuyền nhân của ghe chót chưa được phục hồi sức khỏe. Đúng giờ, mọi người đứng trên mui hầm, xôn xao bàn tán, đổ nhau xem Bani tới từ phía nào. Không đầy một phút sau, tàu xuất hiện từ xa và rõ dạng rất mau. Hai thuyền trưởng chào nhau với những hồi còi hụ in ỏi, làm tan sự yên lặng của đại dương. Lòng tôi cảm thấy tê tái và không phục sự chính xác của giờ giao định, chẳng thua gì đúng hẹn với bồ để đi nê. Hai tàu thả neo cách xa nhau 500 thước. Hàng trăm bàn tay vẫy chào chúng tôi. Biển động, trời sắp bão nên rất âm u, việc chuyển dân tị nạn bị định lại sáng hôm sau chợt một hiện tượng lạ mắt quỷ quái khiến chúng tôi kinh hoàng hàng chục con rắn biển dãy dụ trên mặt sống đôi khi cuốn quít nhau thành nùi như đến tìm thịt tươi xa xa hơn một anh tị nạn chỉ tôi một con cá mập trắng khoảng ba thước bề dài đang lặng đợi cơm chiều tối đến phó đề đốc hải quân mời cao chơ và phóng viên truyền hình qua bani dùng bữa chiều tôi không đi được vì bận với bệnh nhân đêm nay khỏi gác tôi lên phòng lái trò chuyện với thủy thủ đoàn. Tàu lắc lư nhiều hơn, 60 độ, nhưng bầu không khí lại càng nhộn nhịp, một tay cầm thức ăn, một tay chụp chén dĩa lưu ý đang ngã nghiêng theo tàu, bàn ghế, áo quần cũng nghiêng lệch đổ thào. Hai tàu thắp đèn rất sáng để giúp cho ghe tị nạn định hướng tìm tới, tạo cảm tưởng như một hội chợ với tiếng cười nói và trẻ con la réo nhau. Tôi có cảm tưởng như sống trong mơ với những ánh đèn vàng lấp lánh trên mặt sóng nhấp nhô. Triệu triệu bọt biển tan vỡ trên sườn tàu màu xanh xanh tạo ra những hình ảnh đẹp tuyệt vời. Sáng hôm sau, từng nhóm 25 đến 30 người tị nạn được đưa từ tàu Bani qua Golelo. Cách tổ chức nhà binh thật chu đáo và an toàn, khác hẳn với phương pháp tài tử của chúng tôi, mọi người đều có đeo phao, có khoen móc dây vào, trèo lên, leo xuống không ai sợ té. Sáng đó tôi mệt dễ sợ vì phải nhắc nhở và rầy hoài những người đứng quanh quẩn, không chịu xuống dưới hẫm tàu, làm cản trở việc chuyển tàu. Đến trưa, tôi sang viếng Bani, nhận ra một bác sĩ bạn học cũ, đã không gặp nhau mấy năm nay. Hai người kéo nhau vào phòng, nhắc lại kỷ niệm thời sinh viên. Lên phòng lái xem ra đà hải quân thật tinh vi. Một khúc cây lớn cách vài cây số họ cũng phát giác được và đèn báo hiệu sẽ tự động chớp. Chẳng bị tàu chúng tôi phải tìm ghe bằng ống nhòm. Radar tàu Golelo rất yếu, chỉ dùng để tránh tàu lớn trong sương mù mà thôi. Phòng y tế Bani tối tân như bệnh viện, có cả điện tuyến ít. Bạn tôi đề nghị rọi tay mặt tôi xem có bị gãy không vì trước đó tôi có bị ghe dập và bị vướng vào dây nghiện nát da. Tôi từ chối vì đó là giờ nghỉ trưa của y tá. Chúng tôi ra sau thăm những người tị nạn còn ở lại Bani vì bệnh. Tuy họ sống chật chội hơn bên Golelo nhưng đồ đạc thì không thiếu chi, mền gối, quần áo mới, ăn uống rất đầy đủ, có cả tả cho trẻ con và băng vệ sinh cho phụ nữ. Tôi tỏ nỗi lo âu, bên anh lo chu đáo quá, tụi này làm sao mà bị, chắc lại sẽ bị khiển trách nữa. Chiều lại, đã đến phút chia ly, còi tàu hai bên vang dội. Tôi xuống hầm tàu làm quen với các tổ trưởng mới, mỗi người đại diện từ 30 đến 40 thuyền nhân ghe họ. Tất cả có 8 xếp đến bàn thảo. Lắm lúc tôi hơi bực với những câu trả lời ngang sược nhưng tôi thông cảm họ đã lên đền trên biển đã hơn 15 ngày. Ai cũng mong mỏi về bờ báo tin cho gia đình biết là họ chưa chết hay bị bắt. Và lại mấy người mới từ Bani chuyển qua đang thất vọng vì họ tưởng chúng tôi rước họ để đem về bến ngay. Tổng đài các giếng dầu khoan cho chúng tôi biết có khoảng 600 người tị nạn đã ghé họ để xin xăng nhất trong mấy ngày qua. Ngoài ra bão lớn sắp đến nên chúng tôi không thể về bây giờ mà phải cố tìm để cứu các ghe lâm nguy. Trong khi chờ về bến, các tổ trưởng được yêu cầu chăm sóc vệ sinh xóm họ, đừng tắm bằng nước ngọt dùng để uống, chia gạo đồng đều cho nhau mỗi ngày sẽ họp lại vào lúc 4 giờ chiều để chia sẻ những khó khăn của cuộc sống trên tàu và giải đáp các thắc mắc. Tối đến, dưới hầm nóng ngợp, đồng bào tị nạn rủ nhau lên bông hứng gió. Đây là một em bé 10 tuổi bơ vơ nằm nhìn trăng sao, nhớ cha mẹ còn kẹt lại và đang khóc thúc thiết, đằng kia là một phụ nữ một mình ngồi đút cháo cho con thơ. Xa hơn nữa một nhóm thanh niên chia nhau vài điếu thuốc mới xin được, trên bực thang vài thiếu nữ ngồi ngâm thơ. Ánh trăng sáng ngời tỏa chiếu vào bức tranh kia một vẻ đẹp màu nhiệm. Mỗi cử chỉ của họ đều làm tôi rung cảm lạ lùng. Hồn tôi như tan ra, hòa hợp với bầu không khí thiên liêng đêm nay. Tôi muốn đến lau nước mắt cho đứa bé kia, tôi muốn lại bồng đứa bé đang ăn và hỏi cha em đâu, còn ở trại học tập hay đang chiến đấu trong rừng sâu giành lại độc lập tự do cho quê hương tôi muốn đến họ hát cùng các bạn thanh niên kia những bản hát nồng tình quê hương, thơm ngát lúa chính. Tôi muốn thực hiện bao nhiêu việc nhưng không thể làm được vì người tị nạn đông quá, mỗi người một thảm cảnh riêng. Thiên vị vài người sẽ sanh lạm dụng, từ đó sẽ khó rầy bảo nhắc nhở những người khác khi họ sai luật. Mọi người sẽ có mỗi ngày 400 gram gạo, 40 gram thịt cá, dùng 3 lít nước ngọt để uống và nấu cơm tắm giặt và rửa mình phải dùng nước biển mấy tàu nhịp đều đêm khuya xong phiên gác tôi đến hầm nhìn đồng bào ngủ lòng bồi hồi tôi tự an ủi tội nghiệp quá nhưng chắc cũng gần về bờ rồi người người ngủ chồng lên nhau để làm gối lót đầu cho đỡ đau tay chân gác lên người nằm kế mùi mồ hôi nồng nàn hòa với mùi tiêu tiểu của trẻ con hay mùi mửa của người say sống có vẻ không phá được giấc ngủ say sưa của họ. Dường như thoát được là mãn nguyện lắm rồi. Ngày qua ngày, bầu không khí trên tàu càng căng thẳng và người cảm thấy khó chịu nhất có lẽ là tôi. Hội đoàn vẫn chưa biết ngày nào mới vào bến và bến của nước nào vì chưa có câu trả lời dứt khoát của chánh phủ Singapore. Mặt khác, tuy thị trường chung Âu Châu có hứa sẽ tặng 200.000 Mỹ Kim, nhưng hội chưa nhận được đồng nào nên chúng tôi được lệnh rất dè sẻn trong sự phân phối lương thực, sợ thiếu tiền nếu vớt được đông người quá. Đó là lý do gây hoang mang cho phần đông người tị nạn. Lắm người đã hiểu lầm và phê bình gắt gao rất tổn hại danh dự hội đoàn bác sĩ thế giới. Tôi cố giữ sự bình thản khi ban đêm xuống khám bệnh dưới hầm tàu tối om sau 19 giờ đêm là phải cúp điện để cho máy nghỉ và nghe lén được những cảm nghĩ của họ như hội từ thiện con mẹ gì mà đối đãi với mình như chó ghẻ, ăn không ngon mà cũng chẳng no, ghế bố thì người có người không. Một người trả lời. Chắc tụi nó xén bớt tiền Liên Hiệp Quốc cho mình mới ra nông nổi này. Có người lại nói, dàn cảnh cho Bi Đác Đặng quay phim, thì bọn nó mới bán được. Cho đến giờ này, những câu đó vẫn còn vang rõ trong đầu, làm tôi xúc động mạnh đã bao lần tôi cố giải thích rõ hoạt động từ thiện của hội cho đồng bào rõ nhưng nếu họ không muốn hiểu để thông cảm thì đâu còn cách nào tôi nhẫn nhục và ráng nén nỗi đau lòng một chiều nọ tình cờ cao chơ bắt được một em bé làm gì bậy tôi không nhờ hình như là ăn cắp thức ăn hay áo quần gì đó nhờ tôi mắng vốn lại với tổ trưởng một thân nhân em bé nọ đã xỉ mặt tôi và lớn tiếng chửi lên tàu này là một sự nhục nhã cho dân Việt Nam. Anh biết không, thà gia đình tôi chết dưới biển còn hơn. Tự kềm chế không nổi nữa, tôi nạt lại. Tôi có bắt anh lên đâu, bây giờ muốn nhảy xuống cũng chưa muộn, tôi sẽ không vớt đâu mà sợ. Anh ta sừng sổ đáp lại. Phải mà, anh được mấy thằng Tây cho ăn ngon, ngủ kỹ nên mặc kệ tụi tôi. Tuy tay mặt tôi bị sưng mũ rất đau, tôi cũng đã cố co lại chuẩn bị để đỡ đòn, nhưng mày phước nhiều người can ra. Ăn xong, tôi tình nguyện gác thế một ký giả bị say sóng để tìm lại sự yên tĩnh của tâm linh. Phòng ngủ dùng che gió nhà bếp, mà vì đồng bào tị nạn nấu nướng đến 10 giờ đêm nên tôi nghỉ ngơi không được. Lẫn quẩn chỉ nghe những câu chửi thầy dành ăn. Đêm nay không trăng. Có lẽ sẽ có nhiều ghe ra khơi để dễ thoát sự kiểm soát của hải quân hơn giờ này ai cũng đã ngủ tôi gác với một thủy thủ phụ trách chấm địa điểm hải trình tàu chạy ngồi trên lan can phòng lái nhìn quanh chỉ thấy sương mù lòng tôi buồn bã nghe tiếng sóng vỗ lách tách đưa về kỷ niệm đang nhớ đến gia đình và bạn hữu thân yêu bỗng tôi giật mình vì cao chơ lên thế anh vỗ vai an ủi thôi đừng buồn nữa tôi sẽ gửi qua đây thêm một thông dịch viên khác anh chỉ lo về y khoa mà thôi chịu không tôi lúng túng không biết trả lời thế nào vì sợ hao tốn cho hội và sẽ càng thiệt hại đến sự ăn uống của các thuyền nhân cao chơ nói tiếp nếu không có ngày những người tị nạn sẽ quăng anh xuống biển thì tôi ăn năn lắm tôi cười và ở lại gác chung với cao chơ tâm tình thêm trước khi đi ngủ một trong những thú vui của hương đêm khi gác khuya là nhìn hình bóng các cô ký điệu lén lút lên bông tàu để rửa mình với nước ngọt sau khi đã giặt phơi bộ đồ bà ba duy nhất mang theo. Các bạn trong hội đoàn không ai phàn nàn cách họ phí phạm nước ngọt này và tôi cũng sẵn sàng làm lơ, khỏi đi khiển trách ai cả. Có khi chúng tôi được nhìn bóng dáng các cặp uyên ương rụt trè dịu nhau lên phía trước tàu, mong tìm được vài giờ tâm sự hầu chia nhau những nỗi vui buồn của cuộc sống mới. Đêm đó nhờ trời đột nhiên mưa lớn, chúng tôi mới rõ được cộng đồng ấy đông bao nhiêu, hàng chục tấm ván và ghế bố bỗng dựng lên trên màn đêm xám xịt, người người phụ nhau khiên xuống hầm. Tôi bật cười nhớ đến các công viên như tao đàn ở Sài Gòn, các cặp tình nhân cuốn quýt nhau dưới mỗi gốc cây. Cao chơ nửa cười, nửa mỉa mai khẽ nói. Ít nhất bây giờ tôi mới thấy sự hữu dụng của chiếc tàu này cho dân anh, phải đề nghị thuyền trưởng sửa Golelo thành lớp hoa. Tôi cảm thấy chua chát tình đời và thông cảm với Cao Chơ. Tôi phục ông vô cùng, ông buồn những người tị nạn trên tàu này từ lâu rồi nhưng đến nay có dịp ông mới hé môi mỉa mai. Ông đã bỏ tiền riêng của ông, cho vào quỹ tàu Golelo. Đó là 100.000 đô la của giải thưởng Onassis tặng riêng ông đã đắc lực phục vụ cho những kẻ bần cùng từ 15 năm nay thế mà 10 ngày này đã hết đám người này nói, phải chi không lên tàu thì giờ này tới đảo rồi đến đám kia bảo, ở dưới ghe tôi ăn cơm ngon hơn, còn cả trăm trái dừa và cam tươi. Một lát sau, lấp ló một ánh đèn lu trên mặt sóng. Đèn tàu buông bị mờ bởi sương mù hay đèn dầu ghe tị nạn, tôi phát trận cả người. Thời gian và không gian như dừng lại khi ghe kia xuất hiện khỏi sương mù như một chiếc thuyền ma trôi cách tàu golelo chỉ vài chục thước golelo vội giảm tốc độ lúc nãy đèn mờ bởi sương mù nên chúng tôi tưởng ghe còn xa chúng tôi bật đèn pha rọi vào không ai trên ghe rải rác trên ghe một vài hành trang và lương thực chúng tôi lấy ống loa ra gọi hy vọng còn một vài người đang ngủ dưới hầm ghe thuyền vẫn trôi yên lặng trở vào sương mù mang theo cả sự huyền bí đèn ghe lưu dần để lại nơi chúng tôi kỷ niệm những phút hồi hộp khó quên và nhiều thắc mắc về số phận những thuyền nhân trên ghe kia có thể họ đã chết trong cơn bão tố nhưng sao ghe không chìm có thể họ chết vì đói khát nhưng xác họ đâu giả thuyết gần sự thật nhất có lẽ là họ đã bị cướp thái bắt cóc và thủ tiêu tất cả rồi đêm tôi không ngủ được xót thương vô cùng cho những đồng bào xấu số kia đến sáng Lim dim được độ một giờ thì tiếng khóc trẻ con đánh thức tôi dậy như mọi ngày. Bảy giờ sáng rồi, tôi phải đi khuấy mấy bình sữa cho những em bé dưới một tuổi. Đây là việc của cô y tá nhưng cô ta không chịu dậy trước 9 giờ. Mấy bà mẹ năn nỉ tôi ráng chịu khó vì các em đói quá réo khóc làm cho các người tị nạn khác nghỉ ngơi không được rồi lại căng nhằn. Tuy vất vả thêm phần nào, nhưng tôi cảm thấy sung sướng vô cùng khi nhìn những nét mặt khoan khoái của con nít ngậm nút bình sữa nóng. Tuy nhiên tôi cũng hơi bực là các bà mẹ lại sanh nạnh đổ lỗi cho nhau, không chịu đem trả bình sữa khi các cháu bú xong. Chỉ có 10 bình cho 20 em nên họ lại đổ thừa đứa nào uống trước đứa kia bú sau, đứa này bú nhiều, đứa kia bú ít. Sau đó tôi lên gác tiếp, nhìn lại hướng sau, nhớ tới thuyền ma đêm qua mà lòng vẫn còn bồi hồi trời hôm nay tươi sáng gió thổi hiu hiu tôi thở thật mạnh hít khí trời bữa sớm cho tỉnh táo tinh thần lại như mọi khi tôi hăng say gác mỗi ba phút lại đặt ống nhầm tìm ghe tôi cũng thích nhìn sóng vỗ vào sườn tàu tan ra thành bọt biển bay theo chiều gió mà ngẫm nghĩ chuyện đời không gì đẹp hơn lúc hoàng hôn xuống được nhìn những đàn cá thu bạc lóng lánh chiếu dưới ánh nắng hay những đàn cá tím xanh bay phóng trên mặt biển dưới ánh nắng đỏ ú của chiều tàn. Bỗng một vật gì chiếu sáng bởi ánh nắng làm tôi lưu ý đến, hình như. Cổ họng tôi như bị siết nghẹn, tôi nín thở đặt rõ lại ống nhòm. Đó là một thể căn cước, tay chân tôi bủng rủng, tôi cầu nguyện cho linh hồn nạn nhân được tiêu diêu, rồi cố nghĩ đến chuyện khác. Tàu sắp đi ngang vũng tàu lòng tôi nôn nao, ao ước được nhìn lại bãi cát trắng xưa với bao kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu. Tôi mỉm cười nhớ lại có một lần tôi đi theo bà bán tàu hũ đến cuối bãi sau, mùi nước đường thơm quá mà tôi đau nên bị cử ăn, nên là gia đình tìm cuốn quyết. Bảo đã lên đến cấp 5, cấp 6. Đôi khi sóng phủ cả mũi tàu, rơi xuống hầm như mưa tầm tã. Gió thổi bọt biển bay cao như một vách tường nước, tưới vào phòng lái ước cả người tôi vẫn đứng gác ngoài lan can cố đặt ống nhìn cho bằng được vũng tàu yêu dấu thuyền trưởng gọi vào chỉ cho xem trên radar cuồng bão đang đi ngang nếu tàu mắc vào ngay giữa gọi là con ngươi của bão thì sẽ tan nát trong chốc lát xong phiên gác tôi xuống khám bệnh thật ra trưa mới đến phiên tôi vì buổi sáng bác sĩ pháp đã khám rồi nhưng tôi biết tụi nó mệt, hay nóng nảy, ai đến xin thuốc lăng nhăn chuyện không đáng sẽ bị rầy. Vả lại phần đông đồng bào tị nạn không biết Pháp Văn nên thích gặp tôi hơn, kể cả những ai không ưa tôi. Tính ra mỗi ngày tôi khám trên 40 bệnh nhân, còn các bác sĩ Pháp chỉ khám 10 người tối đa. Buổi trưa, đầu bếp vừa lưới được con cá lớn. Ai nấy đều vui mừng vì có thức ăn tươi, Tủ lạnh không đủ sức dưới ánh nắng mặt trời oi bức vùng Đông Nam Á, đôi khi nóng đến 56 độ trong bóng mát. Tôi như có linh tính hôm nay sẽ gặp ghe tị nạn, vì trời bão mà lưới được cá với tốc độ cao, không phải là chuyện dễ. Ngủ trưa xong, tôi lết đến phòng y tế vì để mất dép từ hôm qua. Tối hôm kia xuống hầm khám bệnh, tàu lắc tôi trật té cởi dép ra để trên cầu thang cho xuống đường trơn và khi trở lên thì đôi dép biến mất. Khi tôi hỏi thăm những người ngồi hứng gió trên bông thì chỉ được trả lời gọn lõn, sóng đánh trôi xuống biển rồi. Hôm nay còn đau ê ẩm mà phải đi chân không trên thép đun nóng bởi mặt trời, nên tôi di chuyển như thương phế binh. Đến nơi, nhiều người đang sắp hàng đợi xin thuốc. Tuy là những bệnh thông thường, đĩa chảy, táo bón, ghẻ lở, chóng mặt, mất ăn ngủ đau bao tử sốt nhưng tôi vẫn cảm thấy thích thú khi giao thiệp với bệnh nhân việt nam đồng bào của tôi du học lâu năm nhiễm đầu óc tự nhiên của người tây phương tôi buồn cười khi gặp bệnh nhân quá e lệ như thiếu nữ nọ thẹn thùng xin bác sĩ ơi cho em xin thuốc thoa ghẻ đi cô cho tôi xem nào dạ dạ không được kỳ quá hà vậy làm sao tôi biết loại ghẻ nào mà trị thôi mà bác sĩ phá em hoài cho em xin thuốc nào cũng được miễn hết thôi trời ơi là trời cứng đầu thế này làm sao hành nghề đúng quy tắc tôi đành phải đưa cho loại thuốc ghẻ tổng quát đỡ ngứa vậy thôi đang quay quần với bệnh nhân thủy thủ kêu tôi ra nhìn một hiện tượng ngoài xa một hình dáng ghê chưa từng thấy đứng hơn là nhiều chiếc như vậy từ xa đã thấy nổi bật màu xanh trời với những viền đỏ quanh sườn ghe. Một người tị nạn hô lên. "Thuyền đánh cá quốc doanh bay ơi." Đám người tò mò bu đặt phía trước tàu để quan sát, vừa xem vừa chửi rủa ông sầm đụng chìm cha tụi nó. Tôi chạy lên phòng lái, đặt ống nhìn thấy trên mỗi chiếc ghe đánh cá có một anh bộ đội ngồi cạnh cây súng tiểu liên. Hoảng hốt, tôi lấy loa ra lệnh cho đồng bào xuống hầm sợ có đại họa nếu cán bộ nổi máu anh hùng bất tử. Nhưng chẳng bao nhiêu người nghe theo, ngược lại còn có những người đang ngủ trưa chưa hay, chạy lên coi và chửi phụ, thuyền trưởng đành đổi hướng tàu, lánh xa vùng đánh có kia trong sự luyến tiếc của các ký giả vĩ họ lý luận, sao không đến hỏi xem họ có đi luôn không? Thuyền trưởng nửa dẫn nửa quạo đáp lại. Anh muốn uống bảy tất lưỡi để thuyết phục thì cứ lấy cano nhỏ mà bơi đến không đầy một tiếng đồng hồ sau lại có báo động nữa. Một thuyền khá lớn đang chạy về hướng tàu Golelo. Dần dần hiện rõ cờ trắng quen thuộc của ghe tị nạn. Chúng tôi liền họp nhau bàn kế hoạch vớt. Thuyền trưởng cho ý kiến chỉ câu ghe thôi, đợi ra khỏi vùng bão tố mới vớt. Vớt bây giờ nguy hiểm cực kỳ, sợ ghe sẽ bị đập nát vào sườn tàu, sợ xảy ra hỗn loạn có người rớt xuống biển thì sẽ bị cuốn ngay không sao vớt kịp được thuyền hiện rõ hơn loi ngòi hàng chục người ngồi trên muôi cao chơ thắc mắc sao được rửa không vậy coi chừng bị thủ tiêu các tàu chuyên vớt như tụi mình à chúng tôi núp đầu xuống hết một ký giả bàn chắc không đâu mặt họ có vẻ hoảng hốt lắm họ được bao nhiêu người trên thuyền vậy Chắc hơn 80 người, tôi trả lời. Vẫn không, ghe này đâu có lớn hơn ghe trước bao nhiêu. Dân tị nạn dưới hầm tàu Golelo đều chạy lên xem. Chúng tôi yêu cầu ban trật tự cho đồng bào giang ra hai bên hông tàu để việc chuyển ghe được dễ dàng. Nhưng ban trật tự vẫn không kềm nổi sự hỗn độn trên tàu, kẻ tò mò muốn xem, người viện cớ đến nhìn bà con. Một thủy thủ nói nhỏ với tôi, phải chi có roi điện như trong siết quốc chắc họ mới chịu gian. Tàu thả thêm vỏ bánh xe, phụ những phao dùng cho ghe đừng bị đập vào sườn. Thuyền tị nạn cố sáp lại gần nhưng sóng gió quá mạnh, người dưới ghe không chụp được dây quăng xuống đặng cột lại. Mãi đến lần thứ tư mới thành công. Ghe như con thú hoang vẫy vùng khi bị bắt. Một cuồng sóng đưa thuyền lên xuống gần hai thước lắc qua lắc lại trên 80 độ khiến đồng bào trên ghe la hét kêu cứu thật não nung. Hàng trăm cặp mắt hốt hoảng từ dưới ghe nhìn lên như van xin, những nét mặt mệt mỏi trong ngóng lưới đang giăng xuống. Vừa thả xong lưới, hàng chục bàn tay lỡ loét níu vào, cố vương thân thể gầy ốm, kiệt quệ lên bờ cực lạc. Ban trật tự từ Golelo xuống ghe tìm một chỗ đứng thật khó khăn vì mỗi người trên ghe hoảng sợ đều muốn ào ra khỏi hầm ghe. Mỗi lượng sóng lại đua thêm nước vào ghe khiến ghe nghiêng hẳn về phía tàu Golelo đến suýt lật. Sự hỗn loạn gia tăng rất mau, người leo đạp lên người, tranh giành mảnh lưới tự do. Tàu Golelo cũng bị mất thăng bằng nghiêng về phía ghe. Ban trật tự phải dùng đến bạo lực đè đầu các người tị nạn trên ghe không cho đứng dậy nữa, nếu lại những ai trèo lên người khác. Nhưng họ vẫn chịu ăn đòn hơn là nghe chỉ thị ban trật tự. Một cô bé tụt lưới được chụp kịp thời, một thiếu sinh rớt xuống nước được kéo kịp lên ghe trước khi bị kẹp lại giữa ghe và tàu, một em bé đang chuyển lên bị kéo giãn người ra, là khóc in ỏi, người trên cầm tay, người dưới chưa dám buông. Bầu không khí vô cùng căng thẳng, trên la dưới khóc, nếu nhắm mắt lại sẽ không khác gì pháo kích tết mậu thân. Trên bông tàu nằm la liệt những người bị xỉu, gãy xương sườn, chảy chảy máu chân tay. Tôi định tháo dây cho ghe trôi nhưng nhìn lại thấy một người còn đang tìm kiếm một vật gì dưới hầm. Vì đã muộn, tôi hối anh. Mau đi chớ, ghe đang chìm anh biết không? Dạ, em kiếm ống thuốc lào đâu mất rồi. Chịu nổi không? Chương 4, vớt sông về bờ. Các thuyền nhân được chăm sóc và đưa ra phía trước, chứ không được xuống hầm liền, sợ lây ghẻ sau vài phút phục hồi lại sức khỏe, đa số quỳ xuống hát những bài thánh ca nghe não lòng. Tôi hỏi đùa. Gì dữ vậy, đợi chủ nhật hát không được sao? Một cụ già đáp lại. Bác sĩ biết không, trên ghe hết lương thực, chỉ còn 4 ký gạo nấu cháo cầm bụng cho tài công và trẻ con, xăng nhớt cũng gần hết vì trôi đã gần một tuần rồi. Hôm qua ghe bắt đầu vô nước, chúng tôi tuyệt vọng đã đọc kinh cầu hồn. Giờ được vớt, chúng tôi như hồi sinh nên cảm ơn ơn trên. Tôi hỏi chủ ghe. Bao nhiêu người tất cả vậy anh? Dạ, không biết. Tụi nó đi hôi đông lắm. Chỉ có sáu chục người trả tiền hà. Vậy cũng đủ giàu rồi. Bác sĩ nghĩ coi, mỗi người trả hai lượng vàng mà chiếc ghe đã tốn gần một trăm lượng tiền đóng máy ghe, thuế má này nọ luôn. Tôi đếm được 101 đầu, phần đông là thanh thiếu niên. Họ có vẻ không quen biết nhau nhiều, tôi e sẽ khó cai trị, vì dù sao một đại gia đình cũng dễ bảo nhau hơn là hai anh em hay đôi uyên ương. Từng nhóm 8 người được đưa xuống phòng tắm. Đó chỉ là bốn thùng cây đơn sơ với tấm bố làm màn. Áo quần của những thuyền nhân được để qua một bên. Sau khi xịt nước với ống vòi chữa lửa cho ra nhớt dơ chúng tôi thoa lên họ thuốc trị ghẻ, để cho khô mới phát quần áo xin được. Rất nhiều vấn đề phức tạp hiện ra, lúc đứng cho ráo người thì không có gì che, chúng tôi phải làm việc nhanh vì trời bắt đầu tối, ngoài ra áo quần xin được phần đông là của phụ nữ nên các thanh niên phải mặc quần tím, hồng đỏ. Những người tắm chót thì phải mang duper hay áo cổ viền ren trông thật buồn cười, nhưng không dám cười. Sự chống đối của thuyền nhân lên tột bực khi các bác sĩ Tây Định thủ tiêu áo quần họ mang theo Tôi hết sức cản lại, nói rằng biết đâu họ có giấu tiền bạc dưới cổ áo, khuy nút hay các nơi đặc biệt trong áo quần Patrick mỉa mai tôi, xé vài áo ra cho coi là chẳng có gì trong đó Mấy người Pháp sợ cả tàu bị lây ghẻ nên nhất quyết không cho người tị nạn đụng vào áo quần cũ Patrick biện luận tôi bắt đầu thấy ngứa tay chân rồi, thế nào ghẻ cũng lây. Vậy hả? Những người kia hỏi. Không đầy vài phút sau, họ cũng bắt đầu gãi. Cãi vã một hồi, tụi nó mới hứa đem áo quần ra sau tàu để giặt, rồi sẽ hoàn lại. Ngờ đâu để mãi không đứa nào chịu giặt, mùi hôi càng ngày càng nồng, thủy thủ đoàn đem vứt xuống biển một đêm nọ. Vài ngày sau, các thuyền nhân đòi lấy áo quần lại, không có, đâm ra bất mãn chửi bới ông xong. Tôi thông cảm họ nên không giận, chỉ buồn vì không có tiếng nói với bạn trong hội đoàn. Đã bảo loại ghẻ này không lây, nhưng vì tôi là bác sĩ trẻ tuổi nhất trong hội nên đàn anh cho rằng tại tôi thiếu kinh nghiệm, dù rằng tôi chuyên về bệnh xứ nóng và nghèo. Đời thật mỉa mai, phải chăng là nợ số, thoát khỏi bọn hải tặc thái lại bị bác sĩ cướp lấy nữ trang, tiên bạc rồi thủ tiêu dấu tích. Tiếc rằng tôi đã cản không cho quăng áo quần lúc vừa tắm xong, ít ra mọi người đều thấy không có ai lục soạn đồ đạc và tôi không bị mang tiếng. Ngày qua ngày, sự va chạm giữa 450 thuyền nhân xảy ra rất thường xuyên, những thuyền nhân biết điều, biết tự trọng, biết nhường nhịn không thiếu nhưng họ im lặng quá. Trái lại sự cãi vã, đánh lộn, thanh toán nhau vì kẻ này đi hôi, cánh tám đen hay bảy nghé gì đó đưa tiền chưa đủ thì ầm ầm suốt ngày. Một anh nọ đi cầu làm rớt tiền trong ấy, đến khi nhớ ra liếng chạy vào hỏi giấy một đồng hương đang ngồi trong cầu, đôi khi ban trật tự phải dàn xếp bằng vũ lực. Tôi vô cùng mệt mỏi vì không có chỗ nghỉ ngơi. Làm việc từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm vẫn chưa được yên. Vì tàu chỉ có 3 nồi cơm điện và hai bếp ga, nên cho đến 12 giờ khuya vẫn còn có người đang nấu cơm trách móc nhau ồn ào về gạo ít gạo nhiều, muối, tỏi, vân vân. Sáng sớm 6 giờ đã tranh nhau cái bếp để nấu cháo ăn lót lòng. Những đề nghị của người tị nạn như xin 5 lít nước ngọt cho mỗi người thay vì chỉ ba, tôi chuyển lại cho các bạn trong hội đoàn thì bị chỉ trích là vô trách nhiệm hay thiên vị quá đáng. Ngược lại, khi tôi trình bày cho đồng bào nghe quyết định của hội đoàn thì bị lên án là không hết lòng giúp ngoài ra những vụ vào kho để lấy trộm thức ăn cũng khiến tôi xấu hổ vô cùng cho dân việt nam cao chơ ra thông cáo bất cứ ai bị bắt đang lấy đồ đạc hay lục lạo trong phòng sẽ bị cấm nhận giấy nhập cảnh vào pháp biện pháp ấy chẳng ngăn được sự việc này nhiều đêm giông tố tàu lắc nhữ tử dù cửa sắt hành lang đã đóng lại các thủy thủ vẫn bắt gặp trộm. Họ có rượt theo nhưng không kịp. Ông thợ máy và than thở cùng tôi. Dân anh dẻo như khỉ, tưởng tượng đêm qua bão như thế mà nó nhảy qua hông tàu, đu ngang cửa sắt hành lang. Rủi nó té thì làm sao, thời gian tôi mở cửa sắt là nó đã chạy xuống hầm rồi. Tôi hỏi. Ông nhớ mặt anh ta không? Chỉ tôi xem. Mấy anh, người nào cũng mắc hiếp hết. Sau đó tôi dùng kế mua chuột, cho thuốc hút và bia lạnh, dễ tìm ra thủ phạm. Tên tuổi những phe nhỏ được tố cáo nhưng tôi biết đây chỉ là mội nhỏ mà thôi nên không đưa danh sách cho cao chơi trừng trị. Dù sao cũng tội nghiệp cho tương lai học vấn của các em nếu phải bị tù đầy chung thân, không được chấp nhận định cư, ở trại tị nạn chỉ vì tội ăn cắp vài hộp thịt hộp hay vài lon bia. Mấy chụp hình, giấy tờ và sách vở thì không mất. Chúng tôi hẹn gặp tàu hải quân Bani ngày mai để xin nước ngọt vì tàu Golelo sắp cạn vừa nước ngọt vừa lương thực, dân tị nạn tắm và giặt đồ với nước uống. Nếu kể luôn số gạo bị mất thì tính ra mỗi đầu người ăn đến 1 kg 200 g mỗi ngày thay vì 400 g mỗi đầu người như dự định. Tôi rất lo lắng đến sự hỗn độn vào ngày mai khi được biết tàu Bani sẽ nhận lại 80 người cho đủ số 150 người mà Singapore cho phép Bani đem vào. Số còn lại sẽ theo tàu Golelo đi phi luật tân. Đêm nay sự lo âu pha lẫn với nỗi buồn uất ức của kẻ mất nước. Nhìn đèn tàu Nga ra vào Sài Gòn lòng tôi căm hờn tột bực bọn người buôn dân, bán đứng tuổi trẻ của nửa triệu thanh niên Việt Nam sang Tây Bá Lợi Á một ý nghĩ điên cuồng bỗng nảy ra làm tôi hài lòng phần nào vì có thể thực hiện được. Golelo chỉ cách Sài Gòn 60 hải lý. Chuyến đi kỳ sau, tôi sẽ cố mua vài vũ khí như lựu đạn và lén ban đêm lấy chiếc Zodiac của hội, loại cano của quân đội, chạy rất nhanh để rượt cướp Thái. Khi tàu trở lại ngang Sài Gòn, tôi sẽ lái vào hải cảng quăng lên tàu Nga mỗi chiếc một quả lựu đạn rồi vọt trở ra khơi, đợi Golelo trở về từ cam tranh vất lên tôi khoái chí mỉm cười rất lâu khiến anh thủy thủ gác chung tưởng đang nghĩ chuyện chơi bời nên trêu chọc nhớ vợ hạ bác sĩ sắp trở về bờ rồi ráng đi tôi sẽ dẫn đi thăm mấy em phi tôi không đính chánh làm gì bí mật quân sự mà tôi tin chắc chuyện đó làm được tấn công ban đêm trên một chiếc vô đi nhỏ chạy nhanh và dễ lạng tiếc thay Máu anh hùng mau nguội vì chợt nhớ ra là tôi không biết bơi và rất sợ cá mập. Rủi bị thương té xuống biển thì chắc đứt tim chết trước khi cá mập đến hỏi thăm sức khỏe. Sáng hôm sau, trời ui ui như cùng chia buồn trước cảnh biệt lưu ý, hai tàu Bani và Golelo thả neo gần nhau để tiện việc bơm nước. Các thuyền nhân xôn xao bạn tán đoán xem ai sẽ được chuyển sang tàu hải quân và tỏ vẻ lo lắng rủi ro còn bị kẹt lại Golelo thì phải chịu lên đên thêm bao lâu nữa. Nhiều người níu tôi lại hỏi, nài nỉ vận động cho họ được qua Bani. Tôi chỉ trả lời, sẽ rút thăm chứ tôi không giúp riêng ai được. Đến giờ, mỗi lá thăm được rút ra, tính theo gia đình, là mỗi lần gây cảm xúc mạnh. Mặt mày hớn hở, nhảy la, chạy xuống hầm lấy hành trang. Những người tốt phước ấy vui mừng còn hơn trúng số độc đắc. Lá thăm cuối cùng rất là hỗn độn, một số người giả bộ xô đẩy rồi trà trộn vào đám người được đi chính thức khiến tôi đau đớn nhớ đến cảnh loạn ngày 30 tháng 4 năm 75, trước Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Bani phái thêm lính hải quân qua Golelo giữ giúp trật tự, giăng dây ra ngăn lại một bên tàu, rồi kiểm soát lý lịch từng người trước khi cho xuống cano. Quá chướng ta mắt, tôi bỏ vào đi tắm cho nguôi giận đành rằng ăn uống trên Golelo rất cực khổ, mỗi bữa cơm chỉ có một con cá mòi và chút đỉnh canh chan vào cơm trắng, nhưng chịu đựng thêm vài ngày có chết đâu, vả lại không làm buồn lòng những người đã bỏ việc làm, gia đình và sự yên vui để đi công tác. Họ có ý muốn chia sẻ khổ cực với dân nước mình mà thái độ này giống như xem họ là loại quỷ đỏ hiếp hại dân lành lắm nên phải cấp tốc xa lánh bằng mọi cách. Tôi rất cảm động và bớt xấu hổ khi nghe chị Dược sĩ Long Hầu xin tình nguyện ở lại Golelo để phụ giúp chúng tôi, nhưng Cao Chơ không chịu tuy ông rất cảm động cử chỉ đẹp và đầy ân nghĩa này. Riêng tôi cũng mừng dùng chị được về trước, để hai cháu gái tự trường cho kịp niên học tới, tuy rất buồn vì mất đi một người phụ giúp đắc lực và một người bạn tâm sự. Khi trở ra tiễn bác sĩ Cao Chơ và phái đoàn báo chí qua Mi về Singapore trước, tôi vẫn còn thấy nhiều người gào khóc, đến ói ra lại đũa trên bông tàu. Tôi làm lơ như không thấy chi. Một bà nọ kêu tôi vừa khóc vừa chỉ đứa cháu gái. Bác sĩ cứu dùng gì cháu chúng tôi, cho qua ba ni đi, kìa bác sĩ nhìn đi, tay bà chỉ còn lại đũa hơn 20 phân đang dãy dụa trên bông tàu, cháu tôi nó đau sắp chết rồi, mới ói ra lại đấy. Lòng tôi buồn bã là thường khi ông các bạn đồng nghiệp chào họ trước khi chia tay tưởng như không còn gặp lại họ nữa. Cảnh chia lưu ý giữa biển mông mênh có cái gì thật bi thảm khó tả. Coi tàu hụ làm tê tái cả lòng tôi. Dần dần hình dạng Bani biến mất trong sương mù để rồi chỉ còn nghe một tiếng còi dài cuối cùng vang ra. Tôi cảm thấy bơ vơ vì chỉ còn lại vài người trong hội đoàn và một số người tị nạn mà tôi không hạp gì cho mấy. Có một anh chàng mà các bạn tị nạn khác gọi là đĩ già vì là một cựu tỉnh trưởng quen thói hào hoa phong nhã, sang trọng, hay gớm hay chê này nọ trên tàu. Bầu không khí bữa cơm chiều thật sầu thảm như có tan. Không ai nói chuyện, chỉ nhìn nhau như muốn hỏi, mày cũng buồn nữa hả? Tôi hồi nhớ lại thảm cảnh em bé gái 14 tuổi, bị bọn hải tặc hãm hại rồi bắt cóc cùng 12 thiếu nữ khác tàu gặp Anamu bắt gặp và rượt theo. Nhắm thoát không khỏi và sợ bị đụng chìm, bọn cướp thái xô từng người tị nạn xuống biển để cặp Anamu ngưng lại vớt. Tám cô được cứu vớt, bốn người còn lại, trong đó có em bé gái 14 tuổi kia, chết đuối vì quá kiệt sức sau mấy ngày bị hãm hại tập thể nên không còn sức để bơi. Những ngày cuối cùng trên tàu, trước khi về phi luật tân, ai nấy đều vui cười khiến tôi cũng thoải mái phần nào nhất là khi nhìn vài người tị nạn phụ thủy thủ đoàn sơn lại chiếc tàu tình thương sau cơm chiều tôi hay ra ngồi trên lui hầm tàu bàn chuyện với anh em về cuộc sống bên pháp chương trình học vấn trợ cấp chánh phủ tình đồng hương thật đậm đà anh em rù rì chuyện trò đội khi đến rất khuya một anh mời tôi điếu thuốc hiệu đà lạt tuy bên nhà chưa hút loại thuốc này tôi nhận món quà quý giá đó gió mát thổi hiu hiu Tôi kéo mạnh một hơi và giữ lấy hương khói khá lâu trong lòng ngực, như cố giữ mùi vị thơm ngon của quê hương. Tôi ngẩng đầu lên nhìn vòm trăng sáng, phì mạnh ra như trút đi nỗi bất mãn của người bị lưu đầy, như muốn hỏi chị Hằng. Chừng nào chúng tôi sẽ trở lại quê nhà? Lúc đó bài hát thương hoài ngàn năm trở lại trong tâm trí, khiến tôi tê tái cả lòng. Trăng khuyết rồi cũng khi đây xa cách rồi cũng xung vầy. Mây bay, bay hoài ngàn năm. Không phải để tìm lại người tình xưa hay người bạn cũ nhưng là một hình bóng huyền diệu thiên liên tai không nghe, mắt không thấy được nhưng chỉ có tâm tư mới nhận diện được khi đặt chân trở lại đất nước thân yêu. Đến hải cảng đảo Palawam vào một buổi sáng chủ nhật âm u, lòng tôi lại càng bùi ngùi trước giờ lưu ý biệt. Hải quân phi ra đón tàu Golelo đậu trước vịnh, lên kiểm kê giấy nhập cảnh và lục soát các thuyền nhân xem có đem súng ống. Cần sa hay ma túy, may mà họ không mang máy radar trà súng vì có người đến cho tôi hay ông chủ ghe nọ có chôn cây súng lục, dưới tấm ván chỏi, ông ngủ, nên tôi định đợi dịp tàu trở ra khỏi đảo lén lấy dùng lúc hữu dụng. Tôi vẫn nghĩ rượt theo cướp thái mà không mang súng giống như đi Tây không vào hang cọp, nhưng các bạn Pháp vẫn từ chối mọi hình thức bạo động họ chỉ muốn thuyết phục mà thôi nhờ hải quân phi lục soát kỹ mà hội lấy lại được vài chục ký gạo và vài trăm muỗng đĩa và dao từng hàng hai anh em đến chúc chúng tôi thượng lộ bình an cám ơn đôi lời có người lại cố vấn thêm chúc bác sĩ kiếm được việc làm ở chỗ khác tốt và đỡ mệt hơn tôi nhớ mãi hình bóng duyên dáng một thiếu nữ đến gặp tôi lúng túng nói dạ thưa bác sĩ vì đã vượt biên hụt bao lần nên em không còn gì để biếu vậy xin bác sĩ vui lòng nhận kỷ niệm này vừa dứt lời cò vội vàng xuống ghe thắc mắc tôi mở gói quà ra một hộp thuốc ngừa thai dùng chưa hết và đôi giọng tâm sự sau này tôi được biết phần đông các thiếu nữ vượt biển lo xa nên đều uống thuốc ngừa thai trước khi lên ghe phải chăng đó là giá phải trả để đi tìm tự do khi mọi người đã xuống ghe, do cao ủy tị nạn mướn để ra tàu đón thuyền nhân vào bờ, với sự cộng tác của các thanh niên hướng đạo ở trại, bạn đĩ già của tôi muốn huy hoàng phúc chót nên lật đật sửa soạn áo quần rồi làm diễn văn nói chuyện vòng vo tam quốc. Đến khi mượn tôi dịch ra pháp ngữ, tôi chỉ thu lại thành một lời chút gọn gàng và thành thật, chúc mọi người sớm được đoàn tụ gia đình và an hưởng một cuộc sống mới đúng như sự mong muốn từ bao giờ, nên anh ta tức lắm. Thuyền nổ máy làm tan sự yên lặng sửng sốt của mọi người như đang tự hỏi, tôi có đang mơ hay không khi nghe những chữ đoàn tụ, an hưởng, những chữ đó trước đây thật xa vời nhưng nay sẽ trở thành sự thật hữu hình. Dần dần những cánh tay giơ lên ngoắt chào chúng tôi, một số thanh niên hăng máu hơn đã hét lớn. Hoan hô anh Hiển, cảm ơn anh Hiển. Tôi rất cảm động. Buồn cười là cô y tá nói nhỏ với Patrick họ cũng biết ơn mình quá chứ. Toa không biết chứ, hồi thời đảo ánh sáng mấy người Việt Nam biết điều hơn mấy người này nhiều. Tôi còn nhớ lúc đó áo quần dơ của tôi, mấy người tị nạn dành nhau xin giặt để trả ơn. Patrick thở dài luyến tiếc thời vàng son. Cô y tá quay qua tôi, hỏi. Sao, hôm trầy thấy anh Fry Andy, thân, với họ lắm, có chuyện gì hấp dẫn, với nghĩa bi đát, đáng thương, kể cho tôi nghe vì tôi về Thụy Sĩ sẽ lên TV kêu gọi xin tiền cho thuyền nhân. Tôi im lặng. Sống trên tàu bốn tuần nay với hơn 400 người tị nạn bần cùng trong miếng ăn, giấc ngủ, chưa thấy phải là chuyện đáng thương tâm sao cô ơi. Chương 5, về trại Palawan lần cuối. Tháng 7 bão lớn, gió đôi khi thổi tắt bếp ga, Sống lắc đổ cả nồi chén nên chúng tôi phải phát bánh lạc muối và chút đỉnh mức cho các thuyền nhân ăn dằn bụng. Mai trở lại trại, niềm vui hiện rõ lên mặt mỗi người lẫn với nỗi buồn mang mát trước ngày chia tay. Kỳ này chỉ vớt được 120 người nên có phần gần gũi hơn là với những nhóm trước. Chiều chiều, chúng tôi hay tổ chức cho từng toán 10 người đi viếng từ phòng này đến phòng lái, sau cùng vào phòng ăn dùng cà phê, trà, bánh, nghe nhạc, Mấy chúng tôi mới mua ở Singapore sau này. Những người đứng tuổi rất cảm động nghe lại những bản nhạc Việt Nam xưa, liêm diêm thả hồn về kỷ niệm yêu dấu của khoảng đời đầm ấm cùng gia đình xung họp dưới một mái nhà, hơn một người đã thầm khóc với bản thôi nức nở của Thái Thanh. Đám trẻ lại say mê nhạc ngụy, bậm môi nhịp đùi với những bản khích động nhạc của Led Zeppelin hay khoan khoái hít hạ theo nhịp điệu du dương của nhạc xì lô Mỹ. Lúc ra về, một em hỏi tôi bên tây đi phòng trà mắt không anh tôi mỉm cười trả lời lại lo để dành tiền giúp gia đình bên nhà đi chớ thật ra chính chế độ hiện tại mới đáng trách vì chính sách ngu dân của họ gò bó cưỡng ép tuổi mộng mơ của các em vào những công tác xã hội hay đẩy các em vào con đường phải tìm kế sinh nhai quá vất vả để rồi tuổi trẻ này bỏ nước ra đi chỉ mang theo những kỷ niệm riêng của gia đình chứ không có được những gì đẹp về nền văn hóa việt nam nói riêng và đất nước nói chung sung sướng nhất là các em nhỏ ngoài chuyện ông đậu bếp đem kẹo và làm bánh cho mỗi chiều các em còn được tắm tiết xin tháng này chúng tôi đã vớt được ba chiếc cano cao su lớn loại cấp cứu của một tàu buôn panama mới bị bão đánh chìm thủy thủ đoàn tàu chìm này đã được một chiếc tàu khác tới trước vớt lên cả ba chiếc cano được dăng lên mui hầm tàu Golelo và được bơm nước biển vào để làm hồ tắm công cộng. Trong hầm còn chỗ trống nên thuyền trưởng cho phép mở bàn đánh tiên tông để cho các thanh niên Việt Nam huấn luyện các bạn Pháp. Tôi ít ưa chơi môn thể thao này vì nóng tánh, hay xì nẹt, nhất là bị bỏ nhỏ, muốn phóng lại phía kia đỡ banh mà sóng lắc mạnh phía nọ làm chân bị dính vào đất, lại vói tay không tới nên thua hoài tóm tắt sinh hoạt trên tàu không thua gì trại hè. Tối, tôi hay mang đàn Tây Ban cầm ra cho các anh em muốn giúp vui văn nghệ. Tôi mua lại của các thủy thủ vài chai bia và whisky, còn ban ẩm thực lo cháy tôm khô với chút tỏi ớt làm mồi nhậu lai rai. Tuyệt vời, không một phòng trà nào có thể tạo lại bầu không khí đó, dù cho có rượu ngon, món ăn quý hơn và ca sĩ tài hơn. Rất giản dị, chúng tôi ngồi trên bông tàu phía trước. Gió mát, trăng sao rất hữu tình. Sống nhẹ nhẹ nhịp theo tiếng hát êm dịu hay câu thơ ngậm ngùi làm hồn khoan khoái với men rượu và vị khô mặn cây. Sáng hôm sau đến hải cảng. Như thường lệ, hải quân phi luật tân lên tàu trước để làm thủ tục nhập cảnh. Như mọi khi, thùng quà biếu, thuốc lá Mỹ và whisky, cũng đã sẵn sàng để cảm ơn sự sốt sắng của các ngài đã chịu khó ra tàu sớm. Một viên thanh tra xin thêm báo ấy với nụ cười tủng tỉm và đôi mắt láo ly như ngại ngùng không dám nói ra chữ Playboy hay Penthouse, khiến tôi nhìn cười không được, tiếc rằng không có hình con trai ở chuồng đem ra chọc hắn một phen. Một lát sau, thuyền lớn ra đón các thuyền nhân vào bờ. Tôi nhìn ra hình dáng quen thuộc của chị Anh Vân, trưởng ban hồ sơ, và của anh Hùng, trưởng ban trật tự, đi cùng các anh em hướng đạo ra đón và tiếp tay các đồng bào xuống ghe. Sau đó sẽ có xe vận tải chở về trại. Mến chào các bạn đồng hương. Tiếng nói của anh hùng qua loa phóng thanh khiến đồng bào tị nạn cảm động vô cùng. Lời chào của cộng đồng Việt Nam hải ngoại đã xoa dịu được phần nào những khổ nhọc sau bao ngày lên đên, lạc lõng giữa biển cả mênh mông chính tôi cũng cảm thấy phấn khởi khi nhìn thấy các thanh niên kia uy nghi trong y phục của ban tổ chức trại Palawan với lá cờ vàng ba sọc đỏ bên tay phải áo. Ghe vừa neo vào tàu Golelo, các anh vội lên hỏi thăm ân cần đồng bào rồi mới xuống hầm nói chuyện về tổ chức cuộc sống ở trại, cách làm thủ tục xin định cư và sau đó trả lời những thắc mắc về cuộc sống mới. Xong cơm trưa, tôi nóng lòng đợi các bạn xuống ghe để vào thăm trại. Hải cảng Puto Princessa thật là thơ mộng nhờ nằm trong vịnh với dãy núi trải dài phía sau. Đây đó nhấp nhô vài biệt thự mới, đỉnh nhà thờ trắng nổi bật giữa các lều tre sập sụi, tương tự như một làng Việt Nam khiến tôi bồi hồi tưởng như sắp đặt chân lại trên quê hương. Ghe tấp vào bến, chủ thuyền đặt xuống một tấm ván nhỏ làm thang lúc lắc, rồi từng người nín thở cố bước đi thật khéo người nào thành công đến chốn an toàn được các bạn vỗ tay khen ngợi dân địa phương cũng cười xòa trước sự vụng vệ của chúng tôi sau đó chúng tôi lấy xe lam từng nhóm ba người để đến trại đây chỉ là xe máy dầu honda gắn vào một thùng có bảy chỗ ngồi nếu quen với chú tài xế thì được ngồi chỗ ông phía sau êm hơn bên ngoài xe thì sơn đủ màu tím đỏ coi rất vui mắt mỗi xe đều có tên một nữ tài tử si như là Ursula, Jane, vân vân, thật là buồn cười. Trại tị nạn nằm cách xa bến cũng hơn 10 cây số. Trên đường đi chúng tôi gặp một phái đoàn tị nạn, 400 người, ra hải cảng đi trại Ba Tan để chuẩn bị lấy phi cơ đi Hoa Kỳ và Úc. Họ vui mừng chào và vẫy tay theo chúng tôi. Tỉnh này nghèo, khoảng 15.000 dân, sống nhờ vào sự hiện diện của 5.000 người tị nạn trên đảo, nhất là nhóm xe lam chở người Việt ra vào thành phố hay ra hải cảng, giá lúc nào cũng đắt hơn vì họ biết mấy người này sắp được đi định cư nên vui tánh và rộng rãi hơn. Trại tị nạn rất là thoải mái, ra vào tự do, chỉ đóng cổng từ lúc 10 giờ tối đến sáng sớm thôi. Đến trước cổng trại, một số đông thuyền nhân cũ đã được tàu Golelo đưa đến trước ra đón chào chúng tôi một cách thân ái và cảm động. Tôi nhận ra mang máng vài khuôn mặt vì hầu hết đều lên cân rất nhiều, vài người đã cạo đầu để giữ lời hứa đã khấn vái trước khi ra đi. Đó là chưa kể sự thay đổi của các cô, các bà, ai cũng cao lên nhờ những đôi giày cao gót kiểu mới, hồng hào song phấn như đầm lai trong bộ dinh bó người. Nhiều cô tiến bộ mau hơn đã bắt đầu tập hút thuốc, rồi đây toa moa được vài câu là các cậu sinh viên du học ngày xưa sẽ tha hồ làm thơ thả hồn theo trăng gió anh em gặp lại hỏi nhau sức khỏe và việc định cư một em bé khoe với tôi ở đây ăn uống đúng tiêu chuẩn lắm bác sĩ ơi có cá tươi thịt heo và trái cây nữa một anh chặn lại xạo mày bác sĩ biết không tại nó láu cá thấy nó còn nhỏ không ai rầy la nên nó lương ăn cắp, đồ nhiều hơn. Anh em cười xoa rồi tôi theo các bạn về nhà. Trại được chia làm 9 khu, chứa khoảng từ 4 đến 5 ngàn người. Có khu gồm những nhà công cộng lớn cho những người mới tới. Mỗi căn làm bằng cây với nóc nhà rơm, bên trong phân chia bởi một đường đi giữa, hai bên hành lang ấy là hai dãy phòng rộng mỗi gian hai thước. Cứ bốn người được phát một phòng, hai người ngủ ở dưới, hai người ngủ ở gác trên. Để dễ diễn tả hơn thì cứ tưởng tượng như vào chuồng ngựa, phía sau là một dãy bếp công cộng với những lò đất. Các bà, các cô đang hầu ông táo, thấy tôi vào vội đứng dậy bẩm thưa làm tôi ngại vô cùng. Trời ơi, sao bác sĩ ống quá vậy? Tôi mỉm cười. Tại mấy chị mập ra đấy chứ? Mọi người cười ầm ý làm cho giây phút gặp lại nhộn nhịp vui tươi và khó quên. Còn mấy cu tí thì khóc in ỏi khi mấy má bảo. Ra thưa bác sĩ đi chứ, đâu có chích đâu mà sợ. Sau đó chị Ánh Vân đến dẫn tôi đi viếng trại. Tôi có cảm tưởng như đang về thăm thôn quê Việt Nam với những hẻm nhỏ bùn trơn đá gồ ghề, với những chòi tranh hai bên và hàng ghế tre trước cửa, luôn nước sau nhà. Đó đây vài đám thanh niên đánh bài cắt tê cho qua thì giờ. Một anh nhìn tướng tá đen đúa và bộ tóc quan dài của tôi rồi ngạc nhiên bảo các bạn. Bữa nay sao có thằng Phi này vào trại, trại này có đặc điểm là hoàn toàn tự trị, lính Phi chỉ gác cổng và chỉ được quyền vào trại khi nào banh trật tự trại, toàn là người Việt, mời vào. Chắc có đánh lộn lớn, một anh khác vừa trả lời vừa chưng tẩy. Tôi mỉm cười trong bụng, bước tới gần sông bài, nói, mấy anh mạnh giỏi, khiến một anh hết vía la lên. Trời đất, thằng Phi này nói tiếng Việt bỏ dấu hay quá. Chị Ánh Vân can vào. Phi nào mà bỏ dấu Việt ngữ giỏi vậy, bác sĩ Việt Nam của tàu Golelo đó. Thăm hỏi đôi lời rồi tôi đến xem lò bánh mì, lò làm bún, các công nhân là người tị nạn, tình nguyện giúp trại ngoài giờ học sinh ngữ, chỉ được chút đỉnh tiền túi là 20 đô la mỗi tháng thôi. Đi ngang trường học, các trẻ em đang chăm chú học khiến tôi cảm phục ý chí bất khuất của đám mầm non nước việt nam sau này trong hoàn cảnh thiếu thốn muôn điều từ tinh thần đến vật chất mà còn sôi kinh nấu sử không phải là điều đáng khen sao qua đến lớp sinh ngữ tôi rất ngạc nhiên nghe tiếng cười là hăng hắc té ra la thiện thông dịch viên và cô y tá catherine đang giảng bài và chỉ cách đọc cho rõ những âm sờ và sờ đảo lộn nhau tưng bừng mỗi khi thiện bắt lặp lại câu đó nhanh hơn và càng nhanh hơn. Cuối cùng tôi vào câu lạc bộ ăn chiều. Các phái đoàn thường đến đây ăn uống, tiền lời của quỹ được dùng vào việc bổ ích chung như in báo, văn nghệ hay mướn phim video về chiếu ngoài trời mỗi tuần. Thấy tôi ăn mặc giống dân tị nạn với cái quần xà lõn xanh của trại phát, một anh tị nạn cho lại, nên cô chạy bàn ngạc nhiên hỏi. Mới đến đảo hả, với tàu Pháp, dạ hôm qua tôi ăn đĩa cơm rang dương châu quá ngon lành vì lâu quá thèm đồ ăn việt nam làm cô ta hỏi tiếp trên tàu ăn uống cực lắm phải kế hoạch nghe nói họ cho ăn ít lắm tôi mỉm cười không trả lời lát sau khi bưng trái xoài ra cô ấy xin lỗi vì bà bếp mới cho biết tôi là bác sĩ của phái đoàn trên tàu pháp đó bác sĩ đừng giận em đâu ngờ bác sĩ trẻ quá vậy Phái đoàn trưởng và thuyền trưởng đề nghị ở tại đảo Palawan thêm 3 ngày để nghỉ và sửa chữa tàu chút đỉnh. Vả lại không có chi gấp vì lúc này trăng rằm sẽ không có thuyền vượt biển. Ai muốn đi đâu ăn ngủ đâu cũng được. Tôi, Thiện và Catherine vào trại ở để nếm mùi tị nạn cho biết, nhưng ít khi đi chung. Hai người kia thích đi cùng các bạn tị nạn mà họ đã săn sóc, còn tôi muốn tìm hiểu sâu xa hơn cuộc sống ở trại này nên tách đi riêng để có thì giờ nghe lời tâm sự của người đồng hương. Mỗi hẻm, tôi cố đến gặp gỡ một số đồng bào. Đâu đâu ai cũng nồng hậu đón tiếp, khui bánh tây, mời thuốc lá mỹ, lăng xăng đi mua nước đá dừa sim, Chăm trà hay mời ở lại dùng cơm, khiến tôi cảm động đến cà lâm. Chỉ có vài người vẫn còn muốn hỏi giấy tôi. Một đêm nọ, một ông đi ngang kênh tôi bảo. Nhường cho mày đó, nhường cái gì chứ anh tôi ngạc nhiên hỏi lại thì con vợ tôi đó lúc vượt biển đồng lòng đi úc bây giờ nó sanh chứng nộp đơn theo diện tàu pháp vớt chứ không chịu xin đoàn tụ gia đình bên chồng ở úc nữa thấy anh ta có vẻ say rượu tôi không cải lý cho mệt đến vài nhà khác tôi cố giải quyết dùng vài vấn đề tìm thân nhân giúp cách tìm hội bảo lãnh cho các em vị thành niên chia sẻ những lo âu nhưng lắm lúc gặp nhiều thảm kịch khó giải quyết được. Một người đàn ông đến nắm vai tôi, mắt nhòa lệ. Bây giờ chắc con tôi đẻ rồi hả bác sĩ, vợ tôi có thai 7 tháng, bị cướp thái hãm hại rồi dẫn đi, cách đây 2 tháng. Anh ngẩng mặt lên trời như muốn trách cứ vũ trụ tại sao, rồi nói tiếp. Mà không biết nó có sao không, má nó bị đánh đập quá vì không chịu theo bọn hải tặc. Bác sĩ làm ơn lái tàu Golelo đến đảo Cờ Ra tìm vợ tôi, tôi đội ơn. Một nhóm thanh niên nọ đến năn nỉ. Bác sĩ thưa với phái đoàn làm ơn lên miền Trung vớt dùm bà con chúng tôi. Miền Trung khổ nhiều rồi, cầu mong bác sĩ cứu nạn. Miền Nam ghe còn có mấy chứ chúng tôi vượt biên với thuyền buồn. Tôi có đề nghị lại với thuyền trưởng là nên lên đến Đà Nẵng thử một lần. Golelo có đi một lần nhưng không gặp ghe nào nên lộ trình mới bị bãi bỏ. Thật sự muốn cho hữu hiệu và công bằng cho cả miền Nam và miền Trung thì phải có hai chiếc tàu chạy ngược nhau từ Cà Mau lên và từ Đà Nẵng xuống. Tối đến, tôi hay đi dạo quanh trại, nhìn trộm qua các khung cửa sổ mục nát xem đồng bào đang làm gì. Người thì viết thư tâm sự với bạn thân sống ở Âu Mỹ, người thì may áo quần thuê kiếm thêm chút vốn chờ ngày được định cư người lại hát cho dịu nỗi lòng đớn đau trằn trọc suốt đêm dài hàng trăm cử chỉ của những người bị tình đời bạc đãi của những người khắc khoải chờ đợi giấy định cư mà giấy phép ấy chẳng bao giờ đến khiến tôi xót thương vô cùng một hình ảnh rất khó quên xảy ra một đêm nọ khi tôi đi dạo trại cùng một đám thiếu nhi đứa đi trước đứa chạy sau đứa nắm tay khoe được lên lớp tự trường năm nay đứa khoe nhận được quà thân nhân gửi tôi chợt chú ý một em bé không nói chi hết mà cứ nắm chặt tay tôi như cố bám níu vào một lẽ sống. Ngạc nhiên, tôi dừng bước lại, vuốt tóc em hỏi. Có chuyện gì buồn không em? Em mếu môi khóc, bảo là nhớ ba quá. Tôi không dám hỏi thêm, sợ khơi lại niềm đau trong lòng bé nhưng trong tôi chợt xót xa và thắc mắc vô hạn. Ba em đâu rồi, em còn má hay anh chị em không lần đầu tiên trong đời tôi biết được nỗi buồn đến không còn sức đứng vững nữa tôi vội ngồi xuống băng tre trước chùa tâm phân vân tự hỏi không biết có bao nhiêu đứa trẻ mồ côi cha mẹ ở trại này tiếng chuông mỏ từ chùa vang ra càng làm lòng tôi tê tái đớn đau tôi quay đầu lại nhìn vào niệm phật đường phật uy nghi ngồi nhìn đám con thơ đang gục đầu dưới vạn mối lo âu đang cố van xin chút ân huệ. Tiếng tụng niệm đều đều khiến lòng tôi lắng dịu xuống. Bỗng nhiên tôi thấy buồn ngủ. Tôi muốn ngủ cho quên hết, cho không còn nghe thấy những thảm cảnh này nữa. Tôi về chuồng ngựa ngủ, mê man được một hồi khiến các người chung quanh tưởng tôi đi nhậu mới về, vì ngang trước cổng trại, phía bên kia đường, có những quán nhậu bình dân, thiên hạ có thể vào uống bia và nhảy đầm đến 10 giờ tối giấc ngủ chập chờn với những đợt tấn công của mũi và rệp. Tôi là nạn nhân thê thảm nhất của hai thứ này vì không có lãnh mền mùng như các đồng bào tị nạn. May phước, kế chỗ tôi nằm có anh bạn vừa buông tờ báo tiền phong xuống ngủ, tôi bèn lấy tờ báo làm quạt, quạt đỡ. Trong khi anh ấy ngủ thẳng giấc như một đứa trẻ thơ vừa được mẹ kể chuyện đời xưa, tôi chỉ chập chờn được đôi chút rồi không còn ngủ được nữa. 12 giờ khuya, tôi ra tháp tùng với các anh em ban trật tự để trò chuyện và đi hành quân. Khoảng 50 người tình nguyện, được chia làm từng nhóm 5 người để đi khắp trại xem xét coi có kẻ trộm thừa giấc ngủ của dân lành mà cướp bóc không. Từng đoàn lặng lẽ di chuyển qua các hẻm sinh lầy, tay cầm đèn pin để rọi tránh các khúc cây gãy trong trận mưa vừa qua, làm tôi vui thú tưởng tượng như đang đi trong bưng có một đêm chúng tôi rượt bắt trộm hơn một tiếng đồng hồ mà không được vì bọn nó đã tẩu thoát ra bãi biển và núp trong các bụi cây. Mỗi buổi sáng thứ hai mọi người đều dậy sớm để chào quốc kỳ lúc 8 giờ. Lá cờ vàng ba sọc đỏ được từ từ kéo lên bởi các anh chị em đại diện quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa với sự hiện diện của quân lực đồng minh phi. Các phái đoàn ngoại quốc đứng xếp hàng dài, đối diện với các đồng bào đang nghiêm chỉnh đứng theo từng khu của họ. Lá quốc kỳ bay phất phơ trông đẹp vô cùng nhưng nơi đây các dãy nhà san sát che tứ phía nên đứng gió khiến cho cờ không được quai hùng như đang tung bay trên các đồn lính tại quê nhà. Giây phút thiên liêng nhất là lúc hàng ngàn người cùng đồng thanh ca bản Việt Nam, Việt Nam thật quai hùng và cảm động khiến tôi nghe tê điến cả người. Sau đó đại diện các phái đoàn ra bày tỏ đôi chút ý kiến rồi đến trưởng ban tổ chức trại ra tóm tắt sinh hoạt của tuần vừa qua bao nhiêu thư nhận được mấy ngàn thư gửi đi bao nhiêu người đã sanh đã bị trộm cướp hay ra hầu tòa trại có tòa bóc riêng do người việt nam điều khiển để xử các bị can như trộm cướp đánh lộn nhưng cũng để khiển trách vài chị em ta thiếu kín đáo có thể làm cho người ngoại quốc khinh rẻ người việt sau đó tôi đi dùng điểm tâm lần cuối ở trại buồn quá nên đi ăn mì và uống cà phê sữa một mình chứ không rủ đông đảo bạn bè như mọi sáng. Một số anh em đến chúc tôi thượng lộ bình an và nhớ trao dùng thơ từ cho thân nhân ở Âu Mỹ, phần tôi lãnh gần 200 thư, Thiện và Catherine đâu cũng 300. Bác sĩ ráng về giải phóng đất nước, chúng tôi xin tình nguyện đi theo. Tôi ngẩng đầu lên trông thấy một nhóm thanh niên khá tốt tướng. Một anh nói tiếp, Bất cứ lúc nào, tôi cũng sẵn sàng theo lời kêu gọi cứu quốc của bác sĩ. Một em khác, trẻ hơn nên quá khích, thêm vào. Mình sẽ đi đòi nợ máu tuổi Thái Lan. Tôi gật đầu lấy lệ, chẳng biết trả lời sao. Sống ở đời, nhất là trong thế cô độc ở trại tị nạn, ai cũng cần bám vào một lẽ sống, một lý tưởng, để cho thời gian và không gian đỡ đè nén tâm linh nên tôi không nỡ đem lý trí ra trình bày rằng tình hình chánh trị sự Việt Nam không tùy thuộc ở tôi. Tàu hù còi, tiếng còi vang dội vào núi rừng nghe thật não nùng, tựa như con thú bị thương gào thét. Mấy tàu từ từ nhịp mau hơn như muốn sớm dứt khoát với sự quyến luyến, nổi sầu nhớ muôn bề. Vài phút sau, tôi cố lấy can đảm nhìn lại hải cảng Puto Princesa lần chót. Mặt trời rực đỏ khởi sự lặng sau núi đèo. Bầy chim hải âu bay theo như muốn tiễn chúng tôi đến khỏi vịnh. Suốt bốn ngày, trên đường về Singapore, tôi có cảm tưởng như đang sống ngược lại thời gian. Mỗi bước đi trên tàu Golelo, tôi vẫn như nghe thấy đồng bào tôi vẫn còn ở trên tàu. Trên bậc thang này vẫn còn một thiếu nữ ngồi khóc cha đang bị cải tạo, dựa cột kia vẫn còn một thanh niên ôn lại bài học sinh ngữ. Nằm trên mui hầm tàu các cụ già vẫn còn bàn chánh trị, cầu mong phục quốc quân sớm thành công. Mãi đến nay, nhiều đêm tôi vẫn còn nghe còi tàu gô lê Lô hụ trong giấc mơ và bao nhiêu kỷ niệm dập dồn trở lại trong tâm trí làm tôi xót xa vô cùng cho số phận của người tị nạn Việt Nam. Vẫn còn 350.000 đồng bào sống tập trung ở các trại tù Đông Nam Á, nhất là ở Thái, sự đối đãi thật là khốn kiếp nếu không muốn nói là vô nhân đạo khi họ dùng một số trại tù dọc biên giới với cao miên để đỡ đạn vẫn còn vài ngàn người vượt biển đi tìm tự do mỗi tháng và bọn hải tặc thái càng ngày càng lộng hành tôi còn nhớ trên đường về singapore gặp nhiều ghe thái ngoài biển họ không nổ máy chạy như lúc trước nữa vì đã nhận ra tàu golelo và hay tin cap anamu đã về bờ nhờ thế tàu chúng tôi đi ngang rất gần và có thể thấy rõ ràng chúng khinh người đến mức không cần hóa trang thành thuyền đánh cá thả lưới mà chỉ câu cá bằng cần câu tre hay đánh bài trong khi chờ đợi thuyền tị nạn ra để cướp tiền lời của sách này được tác giả và nhà xuất bản tặng hết vào hội giúp trẻ em đói ở quê nhà phan minh hiển